Em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Sao không đợi tôi về phòng rồi nói? Em muốn chấm dứt mọi chuyện ở đây. Tôi không hiểu bà muốn nói gì. Chấm dứt nghĩa là sao? Em muốn cho Thành Thiên biết hết sự thật. Rồi sau đó thì sao? Em không biết. Nhưng mà em phải nói. Em giấu thân phận của nó đã quá lâu rồi. Nó cần phải biết sự thật. Nó cần hiểu tại sao người mà nó gọi là cha lại đối xử với nó như vậy. Vậy là cô muốn chấm dứt tất cả đúng không? Phải. Em thấy mình đã kiệt sức rồi. Em không thể nào chịu đựng khi thấy con trai của mình bị chính chồng mình trả thù như vậy. Nó mãi mãi là vô tội. Thành Thiên không đáng bị như vậy. Cô tưởng chỉ có cô và con trai của cô chịu đựng chuyện này. Còn tôi thì sao? Cô có nghĩ tới cái cảm giác chịu đựng của tôi không? Khi phải nuôi con của nhân tình cô. Em không muốn bàn cãi với anh về chuyện này nữa. Gia dị đã làm sai chuyện này, mà hậu quả là em và đứa con trai vô tội phải gánh chịu. Gia dĩ không phải là nhân tình của em. Gia vị, gia vị, gia vị. Tôi cấm cô gọi tên thằng khốn đó trong nhà tôi. Nó đã hại cả gia đình tôi tan nát, rồi bỏ đi biệt tích luôn. Được, cô chọn đi. Một là im lặng như đã từng làm trước đây. Hai là nói hết sự thật cho con trai cô nghe. Sau đó, lập tức cả cô và thằng con quan kia biến ra khỏi nhà tôi, không một xu dính túi. Còn điều này mới quan trọng là đừng bao giờ quay về gặp Kim Ngân. Con bé là của riêng tôi. Nhưng nó cũng là con của em mà. Bà đó không xứng đáng là mẹ của nó. Nếu nó biết được sự thật này, nó có chấp nhận một người mẹ lăng loàn như bà không? Tôi cấm bà tổn thương cũng. Nếu bà quyết định ra đi thì đừng bao giờ quay về. Nếu không, tôi sẽ giết chết mẹ con bà. Tôi không muốn rời xa bất kỳ đứa con nào hết. Quang, rượu đi. Quang! Ê! Rượu đi!
Làm gì la lối âm sầm vậy mày? Chờ chú không được hả? Không có chờ đây mà liền đi. Nhìn tướng thân này nè, chắc là con nhà giàu hay bắt nạt người khác. Để tao qua tao hỏi thăm nó cái coi. Qua đi. Quán chưa có đem bia rượu ra kịp, mày uống với tao ly được không? Có liền. Ôi không quay chơi đi. Mày hè mày chết hả? Dám kêu tao là khác trời hả? Uống ra làm gì hả? Mày bà đi ngủ đi, để con chờ cửa con hai cho. Thôi, con đi ngủ đi, để bà canh được rồi. Bà đi nằm đi, đêm nào cũng thức khuya, không có tốt cho sức khỏe đâu. Con còn trẻ mà, con thức một chút, không có sao đâu. Thành Thiên chưa về, bà có nằm cũng không sao ngủ được. Bà không ngủ được á, thì cứ vô nằm nghỉ. Ông đang ở nhà, mà bà cứ như vậy, ông càng ghét cậu hai nhiều hơn á. Con biết gì mà nói như vậy? Con nhìn thấy hết á, mà tại con không nói thôi. Con thấy thương bà, thương cậu hai lắm. Thôi được rồi, bà về phòng. Nhưng mà con nhớ nha, cậu vừa về bấm chuông là con ra mở cửa liền, đừng làm ông thức giấc nghe không? Dạ. Trời, cậu sao vậy? Cậu đánh nhau với ai hả? Không sao đâu, đừng lo cho tôi. Cậu đừng có uống nhiều rượu, có hại cho sức khỏe lắm. Xin lỗi là vì tôi lụa. Phiền con là chuyện nhỏ, bản thân cậu mệt mỏi mới là chuyện lớn đó. Sao lại tự hành hạ bản thân mình vậy không biết nữa à? Để con dìu cậu lên phòng rồi lấy hộp gà lăn cho cậu nha. Lo đi ngủ đi, mặc kệ tôi. Cậu nằm yên đi, để con lau vết máu trên mặt rồi con lấy trứng gà con lăn cho. Để vậy á, mai bà thấy bà lo dữ lắm. Cậu có biết là bà thương cậu dữ lắm không? Sao tôi không biết? Trên đời này chỉ có mẹ là thương tôi nhất thôi. Mẹ là người quan tâm tôi nhất. Cậu biết vậy sao còn làm cho bà buồn? Tôi không biết tại sao mình lại trở nên đổ đốn như vậy. Nhưng mà tôi không biết làm cách nào để vượt qua. Con biết là cậu buồn nhiều chuyện, nhưng mà cậu phải nghĩ cho bà nữa chứ. Chứ ông với cậu cứ xảy ra xung đột vậy hoài, người tội nghiệp nhất chính là bà đó. Hôm nay sao vậy? Nói chuyện như bà cụ non vậy. Con nghĩ sao con nói như vậy? Cậu chờ con một chút, con lấy trứng gà lăn cho cậu nha.
Trễ rồi mà giờ còn ai tới nữa. Xin lỗi đã làm em thức giấc. Anh đi làm về ngang qua đây nên có mua cho em một cái pizza. Dạ cảm ơn anh. Trời lạnh như vậy sao anh không về nhà? Mà chỉ đến đây để đưa em hộp bánh thôi sao? Trời lạnh hay đói bụng, em ăn đi để ngủ nha. Anh về đây. Anh. Sao anh không vào nhà một chút? Thôi em ngủ đi, anh về đây. Dạ. Má đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Ba đã mất tất cả rồi, không còn con đường nào thoát. Ba xã, nhờ em chăm sóc hai con giùm anh. Nhậu nhạc hoài cũng thấy mệt người. Lâu lâu đổi lại bông này thấy cũng thú vị hả? Anh không biết đó thôi. Chứ thời xưa, thời sinh viên của tụi tôi á, tôi, ông Hải và một nhóm bạn nữa mê cái môn này lắm. Một tuần tụi tôi đổi cơ vài lần. Thời đó chưa làm ra tiền, lại có nhiều thời gian để chơi hơn. Giờ thì lại bị cái dòng xoáy kim tiền nó nhấn chìm, muốn thoát ra một chút cũng không có thời gian. Nè, bỏ lâu rồi mà cậu vẫn chơi cừ nữa chứ? Chơi hoặc làm việc đều phải có sự hứng thú thì mới đạt hiệu quả cao. Kiếm tiền là một trò chơi hấp dẫn của tôi. Nhưng trong giai đoạn này kinh tế bất ổn, kéo theo công việc kinh doanh của chúng ta so với hai phiên sụt giảm lần trước, chúng ta đã mất ít nhất là 30% trên tổng số 500 tỷ đồng số cổ phiếu mà mình đang nắm giữ. Theo tôi thấy trong thời điểm này nên mua vào và bán ra nhanh. Vấn đề giá tại thời điểm giao dịch không phải là quan trọng nhất. Tôi quyết định bán 1,2 triệu cổ phiếu của HGS trong phiên giao dịch tới. Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, cổ phiếu HGS đã có phiên giảm sàn hết biên độ, từ 25.000 đồng một cổ phiếu xuống còn 22.500 đồng một cổ phiếu. Nếu tính sơ con số 1,2 triệu cổ phiếu mình cần bán ra, cậu cũng biết mình sẽ lỗ bao nhiêu đó. Cậu đừng cản, tôi biết là mình phải làm gì. Thoái vốn ngay thời điểm này là điều cần thiết, cho dù có bị lỗ lã chút ít. Alo. Ok, tôi đến liền.
Tôi và tổng giám đốc có gì cần đi gấp. Ông về sau nha. Có chuyện gì vậy? Mẹ phải làm sao bây giờ hả con? Con mà cứ như vậy hoài, mẹ chết cho coi. Con xin lỗi mẹ, con có sao đâu. Mẹ đừng có lo cho con nghe. Con đánh nhau với ai mặt mày thâm tím như vậy mà con nói không sao? Con có biết là khi con còn nhỏ, tay chân chỉ cần trầy xước một chút thôi là mẹ đã không chịu nổi rồi. Bây giờ con gây hấn với ai mà đánh nhau như vậy hả Thiên? Đêm qua con sai quá, có va chạm với một đám thanh niên lạ mặt. Con không có gây hấn với ai đâu mẹ. Con xin lỗi mẹ, mẹ đừng có khóc nữa nghe mẹ. Cậu nói hai tiếng xin lỗi thì có ích gì? Cậu phải bỏ rượu đi chứ. Cậu có biết là đêm qua bà ngồi chờ cậu tới gần sáng luôn không? Con biết thân phận mình là người ở trong nhà. Dì hai con có dặn, cái gì đáng nói thì nói, không thì thôi. Nhưng mà con thấy chuyện này cần phải nói. Cậu hai tệ lắm. Cậu hai có biết là con hai làm khổ bà nhiều lắm không? Bà đã khóc hết nước mắt vì cậu. Con gái gì mà quá đáng. Trời đất, có người làm nào mà dám chửi cậu chủ của mình như vậy không? Con không dám chửi. Con chỉ góp ý thôi. Nếu mà cậu cho là con nói bậy thì cậu đuổi con đi. Xin lỗi Lụa. Tôi biết không những làm cho mẹ buồn mà còn làm phiền Lụa rất nhiều nữa. Lụa nói đúng đó. Làm sao mà tôi dám đuổi việc một người ngay thẳng như Lụa. Nói vậy là cậu hai không có giận con đúng không? Con rất là ngoan, thật thà chất phác. Kiếm được một người giúp việc như con đâu phải là dễ. Bà cảm ơn con không hết, sao lại đuổi chứ? Có câu nói này của bà, con yên tâm rồi. Mà con cũng nói trước với cậu nghe, cậu mà cứ nhậu nhiều như vậy, cậu về nhà té lên té xuống, con không có đỡ cậu nữa đâu á. Mà thôi, cậu hai ăn cháo đi. Cháo bà nấu chứ không phải con nấu đâu. Ăn liền cho nó nóng, con chỉ bưng lên giùm thôi. Thôi, con đi ra ngoài làm việc nha. Chỉ là một cô bé giúp việc nhà mà còn suy nghĩ thấu đáo như vậy. Bổn phận làm con, sao cứ để cho mẹ lo hoài vậy hả Thiên? Con xin lỗi mẹ. Con hứa là sẽ thay đổi. Con không có uống rượu nữa đâu. Con và em là hơi thở, là cuộc sống của mẹ. Chỉ cần các con sống vui vẻ, hạnh phúc là mẹ mãn nguyện lắm rồi. Một trong hai đứa mà xảy ra chuyện gì, lòng mẹ đau như có ai đó cầm dao đâm vào tim. Con có hiểu không hả Thiên? Con thiệt là may mắn khi được làm con của mẹ. Con hứa con sẽ không làm cho mẹ buồn nữa đâu. Mẹ không thể cho con biết sự thật. Mẹ không muốn cuộc sống của ba mẹ con mình bị đảo lộn. Kim Ngân nó mỏng manh lắm, nó cần sự che chở của gia đình này. Anh tới thắp nhang cho em đây đi. Em sống khôn thác thiên, phù hộ cho những người thân vượt qua những mất mát to lớn khi không còn em bên cạnh. Cậu ngồi đi. Dạ. Cậu uống nước. Dạ. Cậu đến thăm tôi là quý rồi, mua chi nhiều quá vậy? Con chỉ mua một số đồ cần thiết, dự trữ phòng khi bác mệt không ra ngoài đi chợ được.
Người chết thì cũng đã chết rồi, người sống thì vẫn phải sống. Cậu đừng có tự hành hạ bản thân mình nữa. Tiếc là đứa con gái của tôi không có phước. Giả như nó là đứa biết thân biết phận, không nông nổi đua đòi, thì có thể giờ đây nó đã sống hạnh phúc với một người tốt như cậu. Con nhận thấy mình có lỗi rất nhiều với Điềm. Cậu không có lỗi, chỉ tại tham vọng mà con gái của tôi đã tự hại bản thân mình. Con gửi bác một chút tiền để bác chi tiêu. Thời gian này sức khỏe của bác không tốt, bác đừng có đi bán nữa nha bác. Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tôi. Cậu cất đi, tôi không có lấy tiền của cậu đâu. Tôi cũng có một chút tiền dành dụm, hơn nữa thằng Đại thỉnh thoảng cũng gửi về. Con không thể làm con rể của bác. Mong bác coi con như con trai. Con đã hứa với Điệp, hứa với Đại sẽ chăm sóc cho bác. Bác đừng có từ chối tâm nguyện của con nghe bác. Tôi nhận tấm lòng của cậu là đủ. Khi nào cần thì tôi sẽ lên tiếng. Bây giờ tôi mà nhận tiền của cậu, tôi càng rây rứt hơn. Con mong bác hãy coi con như Đại. Khi nào bác cần gì đừng ngại nói với con. Con xin phép bác, con về. Cậu về, thỉnh thoảng cậu tới đây thắp nén nhang cho con Điệp để nó ấm lòng. Dạ, bác nhớ giữ gìn sức khỏe. Xin phép bác. Mẹ, mẹ đang chuẩn bị làm món ăn gì vậy? Sài Gòn mùa này nóng lắm. Mẹ định lát nữa mẹ nấu rau câu dừa cho cả nhà ăn cho nó mát. Trời ơi, con nhớ những món ăn của mẹ nấu quá chừng luôn á. Ráng đi, rồi hè về mẹ sẽ nấu cho mà ăn ha. Mà mẹ, bữa nay chủ nhật, ông nội nè, ba con với anh hai, mọi người có nhà không mẹ? Ông nội á, đi qua bên nhà bạn của ông chơi cờ tướng rồi. Ba con á, thì đang họp với mấy chú bên ngân hàng ở trong phòng. Còn anh hai á, thì đi từ sáng tới giờ vẫn chưa có thấy về. Những thủ tục cần thiết tôi nói chú làm sau khi sang tên căn nhà đó. Chú đã làm chưa? Dạ rồi, em có đem sổ hồng lên phường trình, sau đó có gửi cho phường cái đơn cho thuê nhà lại để nộp thuế. Vậy là về mặt pháp luật đã ổn rồi. Chú nhớ dặn kỹ cái người đứng tên thuê nhà khai là không biết gì hết. Ở đó chỉ có hai đứa, còn lại là bạn bè tới chơi. Dạ, em biết rồi. Ông Lãnh đã chết, nhưng mà bây giờ còn vợ con của ông, mình tính sao đây? Lỡ như công an có hỏi bả, bả khai ra mình thì tính sao? Cậu không biết cách bịt miệng à. Nói với vợ ông Lãnh khai rằng ông ta đã bế tắc chuyện làm ăn nên tự dẫn. Xong rồi quăng cho bả ít tiền, nói bả và mấy đứa con cú gói đi. Ừ, nhưng nếu căng quá, sắp xếp cho thằng nào đứng ra lãnh vụ này đi. Dạ. Nhà mà có người chết như vậy cũng khó bán lắm. Ai biểu chú bán? Làm hồ sơ kèm theo một cái dự án kinh doanh, đưa vào ngân hàng vay tiền, vay rồi bỏ. Tôi sẽ giới thiệu cho chú một đường dây ở ngân hàng khác. Dạ.
Thưa mẹ, con mới về. À, anh hai con về rồi. Con nói chuyện với anh hai nha. Mẹ đi xuống bếp con nồi rau câu một cái. Dạ. Hai anh hai. Hai em gái. Ủa, mà mặt của anh hai bị sao vậy? Anh hai bị té bầm sơ sơ thôi à, không sao đâu. Anh á, sao anh bất cẩn quá vậy? Mà anh có chuyện gì buồn hả? Sao lại đi uống rượu? Đâu có đâu. Làm gì có chuyện đó. Thơm quá hả? Anh đi dự sinh nhật của một người bạn, cho nên uống say quá rồi. Thôi, đừng nói chuyện của anh nữa. Nói chuyện của em đi. Sao rồi? Có chuyện gì vui không? Kể anh nghe coi. Anh hai, em nói nhỏ, mình anh nghe thôi nha. Anh đừng có cho ba mẹ biết. Em có người yêu rồi. Ồ, vậy đó hả? Cho anh hai coi mặt người yêu em coi. Không, bật mí, đến khi nào ok em mới cho anh hai diện kiến. Làm gì bí mật dữ vậy? Em cũng lớn rồi, có bạn trai là chuyện bình thường. Nhưng em thích giấu, em chưa muốn công khai. Thôi, ba mẹ và anh hai, con phải đi ăn cơm đây, con đói bụng lắm rồi. Bye bye mẹ, bye bye anh hai. Bye bye con. Bye em gái. Em đói quá à, anh nói gì mà thơm vậy? Em nhắm mắt lại đi, anh sẽ cho em biết anh nấu món gì. Công chúa của anh không được mở mắt ra đâu nha. Như quý vị cũng biết, tình hình chung hiện nay của khối ngân hàng, nợ xấu đã khiến cho các cổ phiếu của hầu hết các ngân hàng bị giảm sút. Trong đó, dĩ nhiên MTBank cũng khó thoát khỏi. Tính đến thời điểm này, giá cổ phiếu của MTBank đã sụt giảm gần 30%. Mà hiện nay, chúng ta đang nắm trong tay số cổ phiếu không nhỏ. Tôi hy vọng Tổng Giám đốc và Hội đồng Quản trị sẽ có những quyết sách sáng suốt, nhất là trong thời điểm này. Tôi đã suy nghĩ kỹ và cũng có giải pháp tạm thời trong giai đoạn này. MTBank sẽ cấp cho MTS và MTI 1.500 tỷ đồng. Hai công ty con này sẽ đứng tên mua lại 45,3 triệu cổ phiếu của MTBank. Tôi không hiểu tại sao lại dùng chính tiền của mình mua cổ phiếu của mình để làm gì? Hay là Tổng Giám đốc muốn tạo ra một thị trường ảo cho thấy sức hút của cổ phiếu MTBank hiện tại? Nếu cái đầu của tôi chỉ nghĩ tới vậy thì đâu có xứng đáng ngồi ở cái ghế này. Sau khi hai công ty con đứng tên mua lại số cổ phiếu của MTBank, tôi sẽ chỉ đạo cô Duyên dùng số cổ phiếu này đi thế chấp ở những ngân hàng chính thống khác. Dòng tiền này sẽ chảy vào nguồn vốn khổng lồ của chúng ta. Ngân sách dồi dào, chúng ta sẽ dùng nó kinh doanh nhiều lĩnh vực khác để sinh lãi. Tổng Giám đốc quả là cao kiến. Cô Duyên, báo cáo những khoản lãi mà chúng ta đã chỉ đạo ủy thác cho nhân viên đi gửi tiền ở những ngân hàng khác trong quý 2 này. Ba, nay 30 rồi, sắp bông lên bàn thờ xong, bà có đi chùa không? Có chứ, 1 tháng 2 lần.
ngày rằm với mùng 1 bà vẫn lên chùa thắp nhang lễ Phật mà. Bà giống bà ngoại con ở dưới quê quá, hay đi chùa. Người già thì còn biết làm gì ngoài cái chuyện đi chùa cầu bình an cho bá tánh, cho gia đình. Những lúc mà đến chùa bà cảm thấy rất bình yên. Bà mà già gì, bà còn trẻ đẹp lắm á. Chỉ có con mới khen bà đẹp thôi. Thật sự bà thấy mình rất là già. Già trong tuổi tác, già trong tâm tưởng. Bà mà già gì, bà đâu có già. Tại bà lo nhiều chuyện quá mà. Bà cứ mặc kệ mấy chuyện đó đi, sống thoải mái đi, lo cũng chẳng được ích gì. Trời đất, nhiều lúc bà nghe con nói bà cũng chẳng biết con là người lớn hay là con nít nữa. Ai tới vậy ta? Lụa, chạy từ từ có chừng té đó. Chào chị. Ông ơi bà ơi, có ba về. Ông nội. Được về rồi đó hả? Ngân. Mẹ. Con gái. Hôm nay anh ăn gan hùm hả? Sao dám lên tiếng phản đối kế hoạch của tôi? Dạ, không phải là con phản đối. Con chỉ muốn nói lên suy nghĩ của mình. Với kinh nghiệm quan sát thị trường hiện nay của con, nợ xấu đang ở mức báo động với tất cả ngân hàng. Nếu chúng ta không rút tiền về, họ dỡ nợ thì chắc chắn sẽ kéo chúng ta chết chung. Trứng mà đòi khôn hơn vịt. Kinh nghiệm của anh bằng tôi không? Anh nên nhớ, tôi đặt anh vào vị trí này để làm theo chỉ đạo của tôi, chứ không phải là cản trở hay phản đối. Con chỉ sợ mình không góp ý, sau này có sự cố xảy ra, ba lại cho con là người vô trách nhiệm trong công việc. Không cần anh phải lo, chỉ cần anh làm tốt công việc mà tôi giao là được rồi. Nên nhớ, đặt anh vào vị trí đó được thì tôi cũng kéo anh xuống được, biết chưa? Đang giờ làm gì bà gọi cái gì? Ủa, ba, con Kim Ngân nè, sao ba la dữ vậy? Kim Ngân, là con hả? Con về hồi nào mà không báo cho ba biết? Thì con mới về, nhưng á, con muốn cho ba, mẹ và ông nội bất ngờ mà. Con vừa về á, là con gọi điện cho ba liền á. Trưa nay ba về ăn cơm với con đi ba. Ok, cục cưng của ba. Trưa, ba sẽ tranh thủ về nhà với con. Vậy nha con, ba phải làm việc tiếp đây. Dạ, bye bye ba, hẹn gặp ba bữa trưa nha. Sao lại về bất ngờ vậy? Kim Ngân về hả ba? Anh quay về làm việc đi. Nhớ tập trung vào những kế hoạch vừa họp xong, triển khai cho tốt. Dạ. Thưa ba, con về làm gì? Nhiều khi mình tự hỏi, ông ấy có phải là ba ruột của mình hay không? Sao lại đối xử khắt khe, xa cách với mình đến như vậy? Sao con về đột ngột quá vậy? Không nói cho anh hai ra sân bay đón con. Mẹ không thấy vui khi thấy con về sao? Tại sao con lại nói như vậy? Mẹ rất là vui. Nhưng mà sao con xanh xao quá vậy Ngân? Con có chuyện gì hả? Có chuyện gì thì nói cho mẹ nghe đi. Nhất định là có chuyện gì thì con mới về đột ngột như vậy. 2 tháng nữa là con tốt nghiệp rồi mà Ngân. Đúng là không có gì qua được mắt của mẹ. Mẹ đã nghe con nói đây. Mẹ,
con có em bé rồi. Ừ, má, sao má không gọi con xuống bưng lên cho? Má ngồi đi. Con mời má ăn. Má ăn cơm đi má. Ngon ghê á. Lâu rồi không được ăn cơm má nấu. Hôm nay con phải ăn một bữa cho căng bụng luôn. Đại à. Dạ. Sao con nói với má cuối năm nay con mới về mà. Má, con gì cứ vợ mà má. Má chuẩn bị chầu cao cho con nha. Sao gấp gáp dữ vậy? Trước kia má đâu có nghe con nói đến chuyện cưới hỏi gì đâu. Dạ, tại bạn gái con có thai. Mà tụi con quyết định là sẽ giữ lại đứa con này, cho nên mới cưới gấp. Mà má nè, má không muốn có con dâu sao? Má muốn có con dâu lắm chứ. Từ ngày con Điệp ra đi đến giờ, căn nhà này trở nên vắng vẻ quá. Má ăn cơm đi. Má đừng có khóc nữa. Số em còn ngắn ngủi, không ở với gia đình mình được lâu, cho nên là bây giờ con quyết định về đây để phụng dưỡng má. Công việc của con bên đó đang tốt, con về đây biết có xin được việc không? Còn vợ con nữa, nó con gái nhà ai, làm cái gì? Nhà mình nghèo quá, người ta có chịu gả cho con không? Má yên tâm đi, con đã có bằng tốt nghiệp quản trị kinh doanh rồi, không lo kiếm việc đâu má. Cùng lắm á thì con làm trái nghề thôi. Miễn sao con được về đây ở bên cạnh và lo cho má. Con về gia thế vợ con. Gia đình nhà vợ con giàu lắm. Họ thuộc tầng lớp quý tộc và là một đại gia có tiếng trong ngành ngân hàng. Sao còn lại để chuyện này xảy ra? Chưa cưới mà chữa, còn đang bôi cho trét trấu vô gia đình mình đó, con có biết không? Ông nội. Từ từ con, rồi tìm cách giải quyết. Đừng làm quá nó sợ. Anh à, con nó đang có thai, anh đừng có làm con nó lo lắng rồi ảnh hưởng tới em bé nữa. Bà im đi. Nó ra nông nổi như ngày hôm nay là tại bà. Làm mẹ cái kiểu gì mà không biết dạy dỗ con gái. Để nó chữa trước như vậy, đẹp chưa? Kìa Hải, sao con lại đổ tội lên đầu vợ con? Bây giờ không phải là lúc để cãi nhau. Bình tĩnh mà ngồi lại, để bàn bạc rồi tìm cách giải quyết tốt nhất. Cháu nín đi, rồi nói cho nội với ba mẹ nghe. Cha đứa bé là ai? Gia cảnh nó ra sao? Anh đi du học và đã tốt nghiệp, lấy được bằng quản trị kinh doanh. Ba ảnh mất lâu rồi, nhà chỉ còn một mình ảnh. Còn mẹ của ảnh thì bán chè. Cái gì? Không đời nào ba đi làm xui với cái loại người đó. Ngay lập tức á, ngày mai ba đưa nó đi phá thai. Đừng có khóc nữa em. Khóc nhiều sẽ ảnh hưởng tới em bé đó. Anh hai, giờ em phải làm sao? Em không thể nghe lời ba được, em không thể bỏ cái thai được. Tại sao lại là Đại? Anh ấy là một người tốt. Nhà anh ấy nghèo, nhưng anh ấy hiếu học, là đứa con có hiếu với cha mẹ.
Anh ấy rất yêu em. Nhà mình đã giàu rồi, đâu cần lấy thêm một người giàu nữa làm gì. Mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu. Nếu ba biết Đại là ai, ba sẽ phản đối quyết liệt hơn nữa. Tại sao vậy? Anh Đại đã làm gì ba mà ba ghét anh ấy? Anh ấy còn chưa một lần gặp ba mà. Có những chuyện em không nên biết đâu. Điều quan trọng bây giờ là em phải bình tĩnh. Anh và mẹ sẽ cố hết sức giúp em. Bây giờ nói cho anh nghe, em có yêu Đại không? Em yêu anh Đại. Không có anh ấy em không sống nổi. Vì em đang có con, không ai có quyền bắt em bỏ đứa con này cả. Anh... Thôi được rồi, được rồi. Để anh coi có giúp gì được cho em không nghe. Bây giờ em nhắm mắt nghỉ một chút đi. Em ngủ nghe. Vô. Tôi không quen ngồi nhà hàng máy lạnh. Ra đây không khí dễ thở hơn. Tại sao lại là anh? Anh ngạc nhiên khi biết tôi đã yêu em gái của anh. Một dấu chấm hỏi lớn trong đầu tôi kể từ lúc tôi biết tin này. Anh có tin vào duyên số không? Mời anh, cả 100% đi, vì nhiều lý do. Anh muốn nói chuyện với tôi như hai người đàn ông, hai người bạn, hay với tư cách là anh vợ tương lai của tôi. Anh muốn tôi đóng vai trò nào? Vai trò nào mà anh cảm thấy thoải mái nhất khi nói chuyện với tôi? Suýt một chút nữa, tôi trở thành em rể của anh. Sau đó, chúng ta gần như kết bạn. Giờ thì tôi có thể trở thành anh vợ của anh. Một mối quan hệ rất là phức tạp. Cái đó còn giận nhờ chữ duyên. Tôi và anh có duyên với nhau mà. Tôi hỏi thiệt, tại sao anh lại đến với em gái của tôi? Anh có yêu nó thật lòng không? Anh đang nghi ngờ tình yêu của tôi dành cho Kim Ngân sao? Cũng phải thôi, vì giữa chúng ta đã xảy ra quá nhiều chuyện phức tạp như anh nói. Ngay cả tôi thực sự cũng không tin là chuyện này lại xảy ra. Thì làm sao mà anh tin tôi được? Xin lỗi, tôi không có cố ý xúc phạm hay nghi ngờ gì anh. Nhưng nói thật, tôi rất choáng khi hay tin em gái tôi đã yêu anh. Và còn... Trước kia tôi cũng có một vài cô, nhưng mà chỉ là những mối tình thoáng qua thôi. Tôi quá bận rộn với cuộc sống mưu sinh để lo cho bản thân và gia đình, đến độ không còn thời gian để dành cho chuyện yêu đương. Và họ cũng chán tôi, rồi tôi cũng không cần phải quan tâm nữa. Cho tới khi tôi gặp Kim Ngân. Ráng đi, dậy ăn một miếng thôi. Từ trưa tới giờ không ăn cái gì hết thì sao mà chịu nổi. Ăn một miếng đi con. Mẹ, con ăn không có vô. Không ăn vô thì cũng phải ráng ăn một miếng. Đi mà, mẹ năn nỉ đó nha. Nếu mà ba nhất quyết, ba còn bỏ cái thai này, con thà tuyệt thực chết chung với con của con còn hơn mẹ à.
Nè, con không được nói bậy nha. Chuyện gì thì cũng có cách giải quyết của nó mà con. Mẹ à, lúc mẹ mang thai con với anh hai của con, mẹ có cảm nhận được tình mẫu tử của con mình dù chỉ là giọt máu không mẹ? Có chứ. Người phụ nữ nào khi phút giây biết mình được làm mẹ, biết mình đang thai nghén một hình hài ruột thịt, tình cảm nó thiêng liêng lắm con. Mẹ, mẹ yêu tụi con ra sao thì con cũng yêu con của con như vậy mẹ à. Tại sao ba lại nỡ bắt con bỏ đứa con của mình hả mẹ? Con không muốn bỏ đâu mẹ ơi. Thôi con nè, con có yêu cha của đứa bé nhiều như con yêu con của con không? Và người đó có yêu con thật lòng không? Nói cho mẹ biết đi. Con và anh Đại yêu nhau thật lòng mà. Không có anh ấy, con không muốn sống nữa. Mẹ ơi. Được rồi, mẹ chỉ cần biết như vậy thôi. Chỉ cần hai đứa con yêu nhau thật lòng, mọi thứ khác đều không quan trọng. Thôi, nín đi. Mẹ sẽ lựa lời nói chuyện với ba con. Đừng khóc nữa nha con. Khi mà tôi mang đồ của anh gửi tới cho Kim Ngân, tôi thực sự không ngờ là mình lại bị trúng tiếng sát ái tình nhanh đến như vậy. Trong mắt tôi, Ngân xuất hiện giống như một nàng công chúa trong truyện cổ tích. Sao trên đời này lại có một cô bé trong sáng và đáng yêu đến như vậy? Từ nhỏ tới lớn, em gái tôi sống trong nhung lụa. Thế giới của nó toàn là màu hồng, vì luôn được yêu thương và chiều chuộng, nên bản tính của nó rất ngây thơ và nhân hậu, và sống rất tình cảm. Hình như gia đình anh đã cố tạo một thế giới như vậy dành cho Kim Ngân. Tôi thấy cô ấy không biết bất cứ chuyện gì đang xảy ra, ngay cả mối quan hệ giữa anh, Điệp và tôi, và kể cả cái chết của em gái tôi, cô ấy cũng không biết. Đúng vậy, ba tôi luôn cấm mọi người đem những chuyện buồn hay mâu thuẫn trong gia đình để nói cho Kim Ngân biết. Ông luôn tạo cho con bé một thế giới màu hồng như trong chuyện cổ tích. Thảo nào Kim Ngân lại hồn nhiên và trong sáng đến như vậy. Nếu như anh yêu em gái tôi thật lòng thì tôi sẽ ủng hộ anh. Nhưng nếu anh đến với nó vì mục đích nào đó mà làm cho nó khổ, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho anh đâu. Tôi hiểu tâm trạng của anh, vì tôi cũng đã từng có một người em gái. Và tôi biết là gia đình tôi không xứng với gia đình của anh. Chuyện của chúng tôi có thành hay không, không phải do hai đứa quyết định. Nhưng chắc chắn tôi sẽ chờ đợi, bao lâu cũng được. Thời gian sẽ chứng minh tình yêu của tôi dành cho em gái anh. Anh về làm rể nhà tôi, anh không ngại nhớ tới chị cũ của Điệp sao? Tôi nghĩ là anh biết rất rõ mọi chuyện về cái chết của em gái anh. Tôi biết, nhưng suy nghĩ kỹ lại mọi chuyện là do nó chọn, không ai ép nó hết. Người chết thì cũng đã chết rồi, người sống thì cũng cần phải có mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Tôi đâu có làm gì sai đâu. Xin lỗi lụa nghe,
Tại tôi đi nhậu với một người bạn cho nên về hơi khuya. Ông bà chủ đang cãi nhau nãy giờ. Người ta nói con hư là tại mẹ, đúng là không sai mà. Giờ cô chiều ý nó, cho nó lấy cái thứ người không ra gì, mai mốt hậu quả ra sao cô có biết không? Nhưng con mình đã lỡ có thai rồi, sao anh bắt nó bỏ đi được? Cái loại con cái do lỡ làng mà có, không nên giữ lại làm gì. Sau này cuộc đời nó cũng chẳng ra làm sao. Nhưng em dò hỏi con rồi, con nó rất là yêu người đó. Thôi thì mình vì con, nó lấy ai miệng nó hạnh phúc là được rồi. Anh hãy nghĩ vì con đi. Cô nghĩ quá đơn giản rồi. Tôi là người có máu mặt ở thành phố này, lại đi làm xui với bà bán chè à? Cô không nghĩ cái thằng đó muốn lọt vô cái nhà này không phải là vì yêu thương con bé, mà nó muốn cái gia tài nhà này thì sao? Anh à, ngày xưa gia đình em chỉ bán dừa, anh vẫn lấy em là vì sao? Sao bây giờ anh không nghĩ cho con hả? Giờ nhắc lại, tôi mới thấy mình là thằng ngu. Bất chấp tất cả, cãi lời mẹ, chỉ để lấy cho được cô về làm vợ. Nhưng rồi cuối cùng, cô đã mang đến gì cho tôi? Ngoài những cay đắng đau khổ dằn vặt hơn 20 năm qua. Em biết. Cho dù mình cố gắng đến đâu, cũng không thể làm cho anh nguôi ngoai và bỏ qua chuyện cũ được. Đã từ lâu rồi, em coi như mình là người đã chết, không mong cầu gì nữa. Giờ em chỉ nghĩ cho con thôi. Thấy tụi nó sống hạnh phúc là em mãn nguyện rồi. Cô không đủ tư cách để dạy dỗ con cái với những gì cô đã gây ra. Tôi yêu cầu cô đứng qua một bên để tôi giải quyết chuyện này. Tại sao ba lại có thể nói những lời lẽ miệt thị như vậy với mẹ? Giữa họ có chuyện gì mà mình không biết? Tại sao mẹ lại nhẫn nhịn cam chịu đến như vậy? Công chúa của anh đừng có khóc nữa. Em khóc như vậy, trái tim của anh giống như là có ai khứa vào vậy đó. Từ từ đi, rồi mình cũng sẽ nghĩ ra cách thôi. Giờ mình tính sao anh? Em sợ lắm. Kim Ngân à, em nhìn vào mắt anh đi. Em biết là anh yêu em còn hơn cả mạng sống của mình nữa. Em có yêu anh không? Không có anh, làm sao em có thể sống tiếp được? Anh cũng không thể sống nếu như không có em bên cạnh. Anh biết, ba em nghĩ rằng anh đến với em là vì gia đình em giàu có. Nhưng thực sự anh đâu cần gia tài của nhà em. Chỉ cần anh được bên em là anh mãn nguyện lắm rồi. Giờ đây giữa chúng ta còn có một đứa con nữa, làm sao mà anh có thể rời xa em được? Anh à, nhưng ba của em cương quyết lắm. Ba bắt em bỏ cái thai này và về bên kia họ tiếp anh à. Ngân. Dạ. Em có dám bỏ hết tất cả để đi cùng anh không? Dĩ nhiên anh không thể lo cho em một cuộc sống xa qua như gia đình em, nhưng chỉ cần có em và con bên cạnh, anh sẽ làm tất cả những gì có thể để lo cho mẹ con em. Em không biết, em không biết nữa, nhưng em
không thể xa anh đâu. Nhưng em cũng không thể rời bỏ gia đình của mình được. Ba mẹ và anh hai là người rất quan trọng với em. Vậy thì bây giờ anh phải làm sao đây? Nếu như ba em vẫn phản đối chuyện hôn nhân của tụi mình. Anh à, em xin anh hãy cho em thời gian đi. Nhất định em sẽ tìm cách thuyết phục ba. Từ nhỏ đến lớn ba cưng chiều em lắm. Em muốn gì là được cái đó. Dù lần này không dễ, nhưng em sẽ phải tìm cách anh à. Anh có thể chờ em. Anh chờ em cả đời này cũng được. Anh chỉ yêu có một mình em thôi, và chỉ muốn lấy em làm vợ. Con dậy ăn một miếng đi. Con cứ nằm dậy hoài sao mà chịu được. Mẹ cứ để con chết đi. Con không muốn ăn gì hết. Nói tầm bậy không à. Ba mẹ sinh con ra, nuôi lớn khôn tới chừng này, chưa có trả hiếu gì hết. Bây giờ đòi chết là sao hả? Đi, ngồi dậy đi nè. Mẹ năn nỉ đó. Dạ. Anh mới về. Kim Ngân, con ngồi dậy ăn cơm đi. Từ trước tới giờ con ngoan lắm mà. Con phải hiểu, ba làm mọi chuyện là muốn tốt cho con. Ba mặc kệ con đi. Ba không quan tâm tới cảm xúc của con. Ba chỉ làm những gì ba muốn thôi. Con không muốn sống nữa. Con chỉ muốn chết thôi. Con á, là con gái rượu của ba. Con mà có chuyện gì á, thì làm sao ba sống nổi. Con cũng biết á, ba thương con nhiều lắm mà, đúng không? Ba nói là ba thương con, nhưng ba có hiểu cảm giác con thương con của con không ba? Ba không muốn con chết, nhưng sao ba lại bắt con bỏ đi đứa con này của mình hả ba? Nè nè, con bình tĩnh lại đi. Đừng có xúc động quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe đó. Nếu ba nhất quyết ngăn cản cuộc hôn nhân này của con, thì con sẽ chết cho ba coi. Một là ba chấp nhận, hai là ba sẽ mất con. Hải à, con nhớ lại đi. Ngày xưa con từng khổ sở như thế nào khi mẹ con ngăn cấm cuộc hôn nhân giữa con với Nhật Linh. Nội ơi, nội cứu con với. Nội nói với ba giùm con một tiếng đi nội. Con có thương cha đứa bé không? Rồi người ta có thương con thật lòng hay không? Vì người đó mà con đòi sống đòi chết với ba mẹ con, liệu có đáng hay không không? Con biết con làm như vậy là mang tiếng bất hiếu với cha mẹ và ông nội. Nhưng con yêu anh ấy. Hơn nữa, anh ấy giờ là cha của đứa bé. Nội ơi, nội nói đi. Làm sao con có thể nghe theo lời ba để bỏ đứa bé này hả nội? Con à, dù gì thì con bé cũng lỡ rồi. Bắt nó phá thai là mang tội đó. Không quan trọng người ta giàu hay nghèo, quan trọng người đó là người tử tế, có ăn có học là được rồi. Thôi được, ngày mai con gọi cô ta tới gặp ba. Nội, con cảm ơn nội nhiều lắm. Nội cấm con à, không được đòi sống đòi chết nữa nha. Con không phải sống cho bản thân đâu, còn có bao nhiêu người thân ở bên cạnh nữa. Con không nghĩ đến cảm giác của mọi người sao? Con xin lỗi ông nội, tại vì á ba ép con vô thế này thôi, chứ con đâu có muốn vậy. Mẹ, anh hai, ba đã đồng ý gặp người yêu của em rồi. Ngân nè,
Con phải biết là ba thương con lắm mới đồng ý chuyện này. Tụi con phải sống hạnh phúc cho cả nhà yên lòng nghe chưa? Dạ. Sao anh không vui? Anh không thích em đi lấy chồng sao? Em lấy ai cũng được, miễn em hạnh phúc là anh vui rồi. Em không thể rời xa gia đình mình, nhưng em cũng không thể rời xa Đại và con của em được. Em thật sự hạnh phúc. Con à, sao mà má lo quá. Nhà người ta giàu như vậy, má sợ con không chịu đựng được sự coi thường của người ta. Má à, má đừng lo. Con trai má bản lĩnh lắm. Má cũng sắp có cháu nội rồi, má phải vui lên chứ. Má phải ủng hộ con nha má. Má chỉ sợ mình không xứng làm xu với người ta. Con chịu thiệt thòi vì gia đình mình quá nghèo. Nghèo không phải là một cái tội. Rồi đây, con sẽ có tất cả trong tay. Con sẽ lấy lại công bằng cho gia đình mình. Và không còn ai dám khinh thường gia đình mình nữa đâu. Má à, thôi con đi nha má. Má ở nhà chờ tin vui của con đi. Má đừng có lo nghĩ gì hết á. Ừ. Dạ con đi nha. Anh Đại, đây là ông nội em, còn đây là ba, mẹ. Dạ, con chào ông nội. Con chào hai bác. Thưa ông nội, thưa ba, thưa mẹ, đây là anh Đại, người yêu của con. Và cũng là cha của đứa bé. Nếu như không vì con gái tôi, thì nhất quyết hai người như cậu đó không bao giờ được đặt chân vô cái nhà này. Dạ, con biết là con có lỗi với Kim Ngân, con có lỗi với gia đình mình. Nhưng con xin ông nội, con xin hai bác rộng lòng tha thứ cho con. Có phải cậu đã sắp đặt âm mưu từ trước để đạt được toại nguyện bước chân vào cái nhà này? Cái thai có phải là chủ ý của cậu? Ba, ba nói cái gì vậy? Ba đã hứa với con là ba sẽ không làm khó anh Đại mà. Thưa bác, con không dùng đứa bé để ràng buộc Kim Ngân và tìm cách để bước vào nhà bác như bác nghĩ đâu. Hai đứa con thương yêu nhau thật lòng. Con xin bác hãy tác hợp cho tụi con. Mọi chuyện đã như thế này, rõ ràng các con đã sai rất nhiều. Nhưng người làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà không nỡ bỏ con, bỏ cháu mặc dù các con đã sai. Hải à, đã thương thì thương cho trót. Giờ mà con còn đào sâu vào chuyện này, không giải quyết được chuyện gì đâu con. Ba à, tôi chấp nhận cậu là vì con gái tôi, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ kết xuôi gia với nhà cậu. Vì vậy sẽ chẳng có chuyện gia đình tôi đặt chân tới nhà cậu làm gì. Cậu về đi, chở mẹ cậu qua đây nói chuyện một lần cho xong. Sau đó,
Mọi chuyện cưới hỏi là do nhà tôi quyết định. Mẹ con cậu á, chỉ tới nhà hàng là xong. Không có chuyện rước dâu. Không có chuyện con gái tôi về làm dâu nhà cậu. Cậu nghe rõ chưa? Dạ. Con hiểu. Con cảm ơn bác đã chấp nhận cho con và Kim Ngân đến được với nhau. Cậu không cần cảm ơn tôi vội. Nếu sau này cậu đối xử không tốt với con gái tôi, chỉ cần làm cho nó khóc, thì tôi sẽ hỏi tội cậu. Và cái giá mà cậu phải trả là không nhỏ đâu. Cậu nghe rõ chưa? Dạ. Thưa ba, con chỉ có vài lời nói với cậu ta. Bây giờ thì con phải đi làm. Mọi việc thì ba và vợ con sắp xếp. Được rồi, chỉ cần có ý kiến của con là được rồi. Mọi việc cứ để cho ba và vợ con lo cho. Dạ thưa ba, con đi làm. Ba, con cảm ơn ba nhiều lắm. Con sẽ sống thật hạnh phúc, để ba yên tâm. Mẹ hả? Mọi chuyện sao rồi mẹ? Mọi chuyện ổn hết con à. Ba đã đồng ý cho hai đứa nó kết hôn rồi đó. Mẹ và ông nội đang bàn chuyện cho hai em nó đám cưới đây. Khi nào thì con về? Dạ con đang về nè mẹ. Ừ. Thôi tranh thủ đi, cả nhà đợi cơm con đó. Dạ. Mẹ, anh hai vừa gọi hả? Anh hai nói sao vậy mẹ? Anh hai nói có việc quan trọng phải giải quyết ở công ty, cho nên không có mặt ở nhà. Nhưng mà anh hai con sốt ruột lắm, một chút nữa là về tới đó. Con là người may mắn nhất mà nội từng biết. Sanh ra và lớn lên trong nhung lụa, và được sự yêu thương bảo bọc tuyệt đối của gia đình. Dạ. Gia đình này chấp nhận con về làm rể, bỏ qua bốn chữ môn đăng hộ đối, chắc con hiểu là không phải dễ dàng rồi. Dạ thưa ông nội, con hiểu rồi. Chỉ cần con luôn yêu thương và mang lại hạnh phúc cho Kim Ngân, thì mọi người đều ủng hộ con hết. Dĩ nhiên vợ chồng thì làm sao tránh được gia chạm. Nhưng mà con cũng biết Kim Ngân nó là đứa được nuông chiều từ nhỏ, con phải biết cách mà cư xử với vợ con nha. Con hứa với nội, con hứa với mẹ, suốt đời này con sẽ yêu thương hết lòng, chỉ sống vì vợ và các con của con thôi. Ông cũng biết gia cảnh nhà con, nhưng điều quan trọng là ba của Kim Ngân muốn bên này đứng ra tổ chức lễ cưới cho hai đứa. Con và gia đình cũng đừng nên lo lắng gì nhiều. Con cảm ơn nội, con cảm ơn ba mẹ đã không làm khó gia đình con. Bên này sắp xếp sao thì bên con làm theo vậy. Dạ thưa nội, thưa mẹ, con mới anh về. Hai. Ờ Thiên đó, hả? Anh hai mới về. Ừ. Anh hai, bà đã đồng ý á cho em và anh Đại lấy nhau rồi đó. Cô ba nè, sắp lấy chồng rồi mà cứ nhõng nhẽo hoài à. Em có chồng á, nhưng suốt đời này á vẫn suốt đời nhõng nhẽo với anh hai.
Người ta có cười hở 10 cái răng thì em cũng mặc kệ. Thôi cũng trưa rồi, để mẹ xuống phụ con Lộ dọn cơm cho mọi người nha. Phải rồi, ông nội cũng thấy đói bụng rồi đó. Bé Ngân, xuống phụ mẹ dọn cơm đi con. Dạ. Lấy chồng rồi nha, chứ không phải con nít đâu mà nhõng nhẽo hoài. Mẹ. Tuân lại ông nội. Cậu ra ngoài tôi nói chuyện một chút. Khi nghe tin ba tôi chấp nhận chuyện hôn nhân của anh và Kim Ngân, tôi rất mừng. Nhưng tôi cũng rất là lo. Anh lo chuyện gì? Chuyện của quá khứ. Tốt hơn hết là đừng để cho con Ngân nó biết chuyện gì. Con bé nó rất nhạy cảm và ngây thơ. Tôi không muốn nó khổ vì chuyện của người lớn. Ý anh muốn nói tới chuyện của Điền. Ừ. Em vô đi. Sao nhìn cô ấy quen quen? Đó là em gái của anh hả? Em không nhớ ra ai sao? Hình như là... À, em nhớ ra rồi. Hình như là bạn gái của anh hai em. Giờ thì em nhớ ra rồi đó. Hai người quen nhau thời gian không lâu. Anh hai cũng có gửi hình qua cho em coi. Nhưng họ cũng đã chia tay lâu rồi. Rồi em cũng không hỏi, sợ anh hai buồn. Không ngờ lại là em gái của anh. Bông Điệp à, hôm nay anh đưa chị dâu về giới thiệu với em nè. Thì ra lúc anh về dự đám tang của em gái anh nên mới gặp anh hai em. Và anh hai đã gửi đồ qua cho em. Ủa mà sao em gái anh lại chết trẻ như vậy? Em gái anh mất vì tai nạn giao thông. Tội nghiệp thiệt. Nhìn cô ấy cũng xinh nữa. Con chào bác. Má. Má đi đâu vậy? Để cửa nẻo như vậy ăn trộm vô quơ hết đồ rồi sao? Con chào bác. Má đem chè qua bên nhà hàng xóm đối diện. Mà nhà mình có gì đâu mà ăn trộm. Dạ con chào bác. À má à, đây là Kim Ngân, con dâu tương lai của má đó. You're always on my mind, all day just all the time. You're everything to me, and I start to love you. Anh chào bà chứ. Dạ. Ông bà cứ tự nhiên nghe. I pray to be with you through rain and shiny days. I love you till I die. Deepest sea, whitest sky. The beauty of the love things goes everywhere we go. Need you all my life. Yeah. Chúc mừng anh. Dạ, chúc mừng hai bạn nha. Dạ.
Chào cô. Chúc hai con hạnh phúc. Cảm ơn chú. Dạ. Chào chị. Chào chị Xui. Chào chị. Chào anh Xui. Mừng cho tụi nhỏ. Em mệt không? Em không có sao hết, còn anh? Mình có nên nói hết mối quan hệ giữa mình, Đại và Điệp cho mẹ nghe không? Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Thật sự, mình không biết nên vui hay nên buồn với cuộc hôn nhân của Kim. Điệp à, cuối cùng thì anh cũng đã đặt được chân vào nhà của kẻ thù rồi. Em linh thiêng phù hộ cho anh thực hiện kế hoạch thành công nhé. Bà, sao bà không ngủ thêm chút xíu nữa đi? Hôm qua đám cưới bà có ngủ được gì đâu. Bà muốn nấu gì đây con nấu cho. Bà biết là mọi người rất mệt, cho nên bà muốn tự tay nấu ăn cho cả nhà. Hợp khẩu vị á, mọi người sẽ ăn ngon miệng hơn. Mà hôm qua lo tiếp khách á, có ai ăn uống được gì đâu. Con chưa thấy ai hết lòng chăm sóc gia đình như bà á. Thiệt tình, con ngưỡng mộ bà lắm 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 luôn á. Hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là được tận tay chăm sóc những người thân yêu của mình hả con? Hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là được tận tay chăm sóc những người thân yêu của mình mà con. Mẹ, mẹ nấu gì mà thơm vậy? Mẹ nấu phở gà, có chút nước để mọi người dễ ăn. Hôm qua con uống nhiều, sao không ngủ thêm chút nữa mà dậy sớm vậy? Con sai thiệt, nhưng mà đói bụng quá, cồn cào không có ngủ được, vừa khát nước nữa. Vậy để em đi pha nước chanh ấm với mật ong cho cậu uống nha. Nước này giải rượu tốt lắm á. Cảm ơn luôn. Giờ thì ngoài mẹ ra, con còn lụa chăm sóc cho con chu đáo. Mẹ có đi đâu cũng yên tâm hơn. Mẹ làm như con là con nít vậy. Chứ gì nữa, cậu thử nghĩ đi. Không có bà, không có em, cậu biết nấu gì? Tới mì gói còn không biết nấu nữa là. Mẹ à, thời gian đầu về nhà em Đại có thể không hợp với cách sinh hoạt của nhà mình. Mẹ nhớ giúp Đại hòa nhập với nhà mình nghe mẹ. Hình như con dành rất nhiều tình cảm cho em rể có đúng không? Trước đây hai đứa có từng quen biết với nhau rồi hả? Dạ. Dạ không có. À mà có, tụi con cũng biết nhau trước đó. Nhưng điều quan trọng là Kim Ngân. Con muốn nhìn thấy em con sống thật hạnh phúc, vì vậy mình phải giúp Đại nghe mẹ. Mẹ biết mà, đã bước chân vào nhà này thì mẹ không phân biệt dâu hay là rể. Chỉ cần người đó biết yêu thương các con thật lòng thì mẹ sẽ coi như là con ruột. Ông à, sao con đi lấy vợ mà tôi không vui chút nào hết? Người ta giàu có, bắt rễ, không biết con trai của mình có thích nghi với gia đình vợ hay không. Thiếm có lo cũng không có được gì đâu. Duyên số tụi nó đến thì mình cũng phải chấp nhận. Thằng Đại là đứa bản lĩnh, nó phải biết là nó phải làm gì. Em cũng biết như vậy chị hai à.
như người là mẹ như em, biết con mình phải sống trong cảnh bị người ta khinh khi, em đau lòng lắm. Tại chị không biết, hôm thằng Đại nó chở em tới nhà họ trước khi đám cưới, cha vợ nó nhìn em bằng nửa con mắt. Tôi biết mà, Thím là một người mẹ, một đời sống hết mình vì con cái. Mình nuôi tụi nó đã khôn lớn hết rồi, giờ cuộc đời của nó để cho tụi nó quyết định đi chứ, mình cản cũng không có được gì. Em ngủ có ngon không? Anh biết không, em hạnh phúc lắm. Cứ như vậy, mỗi buổi sáng nhìn thấy anh là em cảm thấy vui rồi. Anh sẽ làm cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Thôi, em dậy đi, cả nhà đang chờ mình ăn sáng đó. Em chưa muốn dậy đâu, em muốn ngủ nướng thêm một chút xíu nữa. Nè, để ngày mai đi. Hôm nay anh không muốn cả nhà chờ mình đâu, để cả nhà biết hai đứa mình quấn lấy nhau như vậy. Làm đâu, cứ để cho Lụa làm. Không, anh muốn tự tay chăm sóc cho em từ những việc nhỏ nhất. Chà, ngon quá. Chỉ có mẹ con Ngân hiểu ý bà. Món này vừa có nước mà lại không ngán. Dạ, con mời ba. Thôi ăn đi. Mời anh. Thôi cả nhà ăn đi cho nóng. Dạ con mời nội, mời ba mẹ ăn sáng. Ngon quá, con mời cả nhà ăn sáng nha. Con mời nội, con mời ba mẹ, anh hai ăn sáng. Thôi, ăn đi cho nóng. Ngày hôm qua cả nhà ai cũng bận rộn hết, bữa nay chắc đói bụng lắm rồi. Dạ, ăn con đi. Mời ba. Con tính á, định đi hưởng tuần trăng mật ở Sin. Cả nhà thấy có được không? Cho con ý kiến nha. Mẹ nghĩ không nên đâu, con đang có... Mẹ con nói đúng. Hiện giờ con đang có thai, không nên đi xa đâu con à. Con khỏe mà, hơn nữa có anh Đại lo cho con rồi, còn sợ gì nữa. À, anh hai cho em ý kiến đi. Em nên đi Xin hay đi đâu hả anh? Theo anh thì việc gì con phải hỏi ý kiến của anh con. Nếu thấy khỏe, thích đi đâu thì cứ đi, tiền bạc không thành vấn đề, ba sẽ chuyển khoản cho con. Wow, con cảm ơn ba. Con đã có Mạnh Thường Quân tài trợ rồi. Con sẽ suy nghĩ đi đâu là đi đâu cho thật tốn kém một chút. Có chồng bên cạnh, nhưng con đừng ý lại, sức khỏe con không tốt như người ta đâu. Dạ con biết rồi nội, cả nhà không phải lo cho con đâu. À anh suy nghĩ đi, mình nên đi đâu. Tùy em thôi, em muốn đi đâu cũng được. Sao con lại để cho chồng con quyết định chuyện này? Nó có phải là đứa bỏ tiền ra đâu mà con hỏi nó. Con tự quyết định đi. Thôi được, để con suy nghĩ rồi con sẽ báo lại cho cả nhà biết. Ba, sau khi tụi con đi hưởng tuần trăng mật về, ba sắp xếp cho chồng con một công việc gì đó ở ngân hàng nha ba. Ba, sao ba lại không trả lời con? Anh Đại á cũng có bằng quản trị kinh doanh nước ngoài mà. Bây giờ ảnh muốn đi xin việc ở ngoài cũng được, nhưng con không muốn. Cả nhà mình đều có cả một hệ thống ngân hàng, công ty lớn như vậy, mà chồng con phải ra ngoài làm việc sao? Hiện tại tôi nghĩ cậu á nên ở nhà để chăm sóc cho con gái tôi. Dù gì nó cũng đang mang thai,
cái ăn, cái ở, cậu không cần phải lo. Nên tạm thời khoan nghĩ tới chuyện đi kiếm tiền. Dạ, thưa ba con biết rồi. Con sẽ làm theo lời ba dạy. Nếu anh thấy thoải mái thì cứ ở nhà với em một thời gian. Còn không, anh cứ nói với em. Em sẽ bắt ba cho anh một công việc gì đó. Ha? Ba nói đúng đó. Điều quan trọng nhất bây giờ là anh phải dành thời gian để chăm sóc cho em và con. Là hoàng tử ếch. Thôi thì hoàng tử và công chúa hôm nay sẽ uống cho say. Ta có quyền sống trong cổ tích một đêm. Em muốn mình sống mãi trong thế giới này. Gia đình của em rất tuyệt vời. Giờ có anh nữa. Em thấy mình rất là may mắn. Nếu một ngày nào đó em biết hết sự thật, liệu em có còn sống, còn nghĩ về gia đình mình như vậy không? Wow, ngon quá. Nhìn món nào cũng tươi hết. Ngon lắm. Anh ăn đi. Nè, em ăn đi. Em cảm nè, ơn. Nè, khoan đã. Đưa tay cho anh. Thì đưa tay đấy. Em được cả gia đình chăm sóc từ nhỏ, giờ còn thêm anh nữa, chắc em sẽ hư cho mà coi. Yêu một người thì có thể làm tất cả vì người đó. Chăm sóc em là niềm hạnh phúc của anh. Em ăn đi. Ăn hải sản bóp tay mới ngon. Dạ. Nghe lời mẹ không đi nước ngoài, sợ ảnh hưởng đến em bé. Ra đây vậy mà có lý ha. Không quan trọng, chỉ cần được đi bất cứ nơi đâu. Khi có em ở bên cạnh thì anh thấy mình như đang ở thiên đường vậy. Ngồi xuống đi. Má ơi, vợ chồng con về thăm má nè. Ủa má, thưa má con mới về. Hai đứa tụi con đi đâu mà ghé qua đây vậy? Con dâu bụng càng ngày càng lớn, không có nên ra ngoài nhiều. Tụi con đi sắm đồ cho em bé, rồi sẵn tiện ghé qua thăm má luôn. Má, má ăn cơm chưa? Chưa. Hai đứa tụi con ăn chưa? Dạ rồi.
Nhưng mà cơm ở nhà chắc là vợ con ăn không ngon. Không phải vậy đâu má, con thích đồ ăn má nấu lắm. Nhưng lúc nãy con đói bụng quá nên hai vợ chồng con ghé ăn rồi mới về đó. Má, hồi Điệp còn sống chắc anh Đại thương Điệp lắm phải không má? Má để con nhỏ đoản mệnh. Nếu không giờ này nó cũng nhìn thấy cảnh gia đình mình đoàn tụ, có cả chị dâu và cháu của nó nữa. Má ơi, con biết má buồn nhiều lắm. Giờ má ở có một mình, lẽ ra vợ chồng con phải về đây để chăm sóc cho má. Nhưng má hiểu hoàn cảnh của tụi con mà. Má không có trách hai đứa đâu. Con sinh trưởng trong một gia đình quyền thế như vậy, làm sao về đây làm dâu của má được. Nhưng mà thấy con không có khinh cái gia đình này là má mừng lắm rồi. Kì má, sao con dám làm như vậy? Con luôn quý trọng má và yêu thương chồng con nữa. Mặc dù không về làm dâu má, nhưng con hứa hai vợ chồng con sẽ thường xuyên về thăm má. Má đừng buồn nữa nha. Tại sao một người có tâm hồn thánh thiện như lại sinh ra bởi một người cha độc ác như vậy? Mình tệ như thế này rồi sao? Không thể tiếp tục sống như thế này được nữa. Yêu, hờn giận, thù hận hay hạnh phúc cũng chỉ là một thứ cảm giác do con người tạo ra thôi. Đẹp thì sao chứ? Đẹp thì để cho ai ngắm? Và bây giờ thì đi với ai? Là chỗ quen biết, cho nên tôi nhờ anh giúp đỡ cho Tịnh Biên, để cho cậu ấy có một chỗ xứng đáng trong làng người mẫu. Anh yên tâm, trước đây tôi có nghe cô Mộng Điệp giới thiệu về anh bạn này rồi, nhưng chưa có dịp gặp mặt. Tôi với anh Hải cũng là chỗ thân thiết, vậy là chúng ta là người một nhà rồi. Tôi sẽ đỡ đầu cho Tịnh Biên. Dạ, Tôi đang có chút công việc, muốn bàn với một người bạn. Có gì không Duyên? Khi nào xong việc qua gặp tôi một chút được không? Ok, khoảng 30 phút nữa, tôi sẽ tới. Ừ. Về với anh, em yên tâm, em sẽ nổi như diều gặp gió. Chỉ cần em ngoan ngoãn. Xin lỗi anh. Ta bàn tiếp công việc nha. Tôi muốn Tịnh Biên được đào tạo một cách chuyên nghiệp. Tiền bạc không thành vấn đề với tôi. Thank you.
Nè, có chuyện gì buồn mà gọi tôi đi nhậu vậy? Cuộc đời tôi thì có bao giờ vui đâu, chỉ toàn là nỗi buồn. Tôi muốn có một người bạn ở bên cạnh để rai rai tâm sự chuyện đời đó mà. Nè, một người phụ nữ xinh đẹp thì không nên mượn rượu giải sầu, không nên nhìn đời bằng con mắt tuyệt vọng như vậy. Vậy theo Mạnh, tôi phải hy vọng vào điều gì bây giờ? Dù trong hoàn cảnh nào thì mình cũng không nên đánh mất niềm tin vào bản thân. Duyên là một người phụ nữ xinh đẹp, bản lĩnh hơn người. Duyên hãy tìm cho mình một lối đi mới, đừng quá lệ thuộc vào cảm xúc của người khác. Ý Mạnh đang nói tới anh Hải hả? Ừ, có lẽ Mạnh nói đúng, tôi đã lệ thuộc vào con người này quá nhiều. Tình yêu và tuổi thanh xuân, mọi thứ của tôi đã đi qua trong vô vọng. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi là tại sao tôi lại sống như vậy. Bản chất của tình yêu là đi đến cái đẹp, nó không hề có tội. Chỉ là tại chúng ta sai lầm, đặt trái tim không đúng chỗ mà thôi. Ừ, Duyên không sao đó chứ? Tôi không sao. Tôi biết là chuyện này sẽ xảy ra. Đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hải đi với những cô gái trẻ đẹp khác. Nhưng sao tôi vẫn không bình tĩnh được. Tim tôi đau. Mạnh, tại sao tôi phải sống khổ sở như vậy? Tại sao cả đời tôi lại đi yêu một người đàn ông lạnh lùng bất tình đến như vậy? Rồi bây giờ tôi không có gì hết. Tôi hiểu chứ. Tôi hiểu những tình cảm mà Duyên dành cho Hải là thật lòng. Nhưng mà Duyên có muốn nghe một sự thật hay không? Còn sự thật nào phũ phàng về người đàn ông đó mà tôi chưa từng biết? Hải chỉ muốn mua vui với tất cả những người phụ nữ khác. Ông ấy không hề yêu ai, ngoại trừ vợ của mình. Cái này là hoàn toàn không đúng. Anh Hải không thể nào yêu Linh được, vì anh đã từng yêu tôi. Tôi ở bên cạnh Hải, cho nên tôi biết rất rõ. Cho dù ông ấy là một người kín đáo và lạnh lùng, nhưng tôi dám cam kết một điều: người phụ nữ mà Hải yêu duy nhất trên đời này chỉ có Nhật Linh. Chuyện này hoàn toàn không đúng, không thể nào như vậy được. Nếu như mà Mạnh khăng khăng với điều đó thì bây giờ tôi sẽ đi vào trong đó để tôi hỏi tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy. Duyên sai rồi, để tôi đưa Duyên về. Duyên à, cho tôi đi vô trong kia để tôi hỏi xem có bao giờ anh yêu tôi thật lòng chưa. Dù chỉ là một chút để tôi đi. Thôi Duyên à, Duyên. Dạo này ba Kim Ngân ít khi nào về sớm, mỗi ngày có bữa cơm thôi mà còn không đủ người. Chắc tại ba con bận nhiều việc, con cũng có điện thoại cho ba con hoài nhưng cũng không ăn thua gì. Ba bận lắm, hết giờ làm việc phải tiếp đối tác, khách hàng, rồi cả các quan chức nữa. Làm lớn mà không có các mối quan hệ, mọi việc khó suôn sẻ lắm. Ủa,
Mà sao anh hai không phụ ba? Con trai trưởng phải là cánh tay đắc lực của ba chứ. Dĩ nhiên là con trai trưởng quan trọng rồi. Thằng Thiên cũng được ba con giao rất nhiều việc, nhưng cũng không thể tham gia hết được việc của ba con. Chờ em sinh xong, con mình khỏe mạnh, em sẽ nói với ba cho anh một vị trí ở trong ngân hàng nha. Anh phải phụ giúp ba và anh hai một tay đó. Anh cũng có ý định vậy. Chờ em sinh con xong á, anh sẽ nhờ mẹ trông giúp. Rồi anh còn xin việc mà làm nữa chứ. Ở không như vậy anh chịu không có được. Làm với gia đình thì cũng tốt, còn không á, xin chỗ khác cũng được. Để đó đi, rồi nó nói ba con một tiếng. Nhà mình làm ăn lớn vậy mà con ra ngoài làm việc là sao? Con đừng lo lắng về công việc. Ý của ba là muốn con có thêm thời gian để chăm sóc cho vợ con. Thế nào rồi ba cũng sắp xếp công việc cho con thôi. Nếu không thì về bên công ty anh làm việc cũng được, từ từ rồi cũng quen việc à. Con cảm ơn cả nhà nhiều lắm. Biết hoàn cảnh của con như vậy nhưng mà không ai coi thường con hết, lại còn muốn tạo công ăn việc làm cho con nữa. Con không biết nói gì hơn. Đều là người một nhà thì phải biết quan tâm lẫn nhau. Chỉ cần con và Kim Ngân hạnh phúc là cả nhà vui rồi. Con đừng nên suy nghĩ nhiều. Dạ. Thôi thôi. Sao đau quá? Con sao vậy Hân? Em bị sao vậy? Em sao vậy? Hay là em đang bị đau đớn? Anh nhớ là còn hơn 10 ngày nữa mà. Đau quá. Đưa mẹ coi coi. Bây giờ con thấy trong người sao hả? Con đau bụng quá mẹ ơi. Con chuẩn bị xe đi. Dạ dạ. Đau quá. Em đau quá anh ơi. Nhanh lên em. Hải hả con? Kim Ngân chuyển dạ rồi. Con đang ở đâu vậy? Cả đêm rồi mà con nhỏ vẫn chưa sanh là sao? Đau như vậy nó mất sức làm sao mà chịu được. Anh à, anh bình tĩnh lại đi. Anh à, tình trạng con gái tôi sao rồi? Tại sao giờ này nó vẫn chưa sanh? Nếu không sanh thường được á thì quyết định mổ đi. Dạ thưa ông, chỉ có bác sĩ mới có quyền quyết định mổ hay sinh thường. Tôi mới là người quyết định. Gọi bác sĩ ra đây. Nếu cần á, tôi mua đứt cái bệnh viện này ngay lập tức. Thì ra yếu điểm của ông là đây. Anh à, anh đừng có nóng nảy như vậy, phải để cho bác sĩ quyết định. Bà im đi, để tôi giải quyết. Người đang nằm trong kia là con gái của tôi. Tôi không muốn nó chịu đau đớn dù chỉ là một phút. Dạ bác sĩ mời ông vào phòng riêng. Dạ mời ông. Sao? Vợ con sinh rồi hả? Dạ. Sao giờ này con mới báo cho má biết? Vợ con sinh sớm hơn dự định 10 ngày, mới vừa nhập viện tối qua. Nhưng vì sức khỏe vợ con không tốt, cho nên ba con đã đề nghị bác sĩ mổ rồi. Con không báo vì sợ má lo. Vậy là ổn hết rồi hả con? Cháu nội của má được mấy ký? Dạ, con trai con được 3,5 ký. Vậy là trọng rồi đó. Chừng nào con về á, chở má qua bển thăm vợ con nha. Dạ. Ừ, để má đi chợ mua thịt kho tiêu, rồi mua giò heo hầm đu đủ cho vợ con ăn nha. Má không cần phải nấu nướng gì đâu. Vợ con nằm ở bệnh viện VIP, cho nên là mọi việc ăn uống rồi này nọ nữa bệnh viện lo hết rồi. Thôi con cúp máy nha. Con vô vợ con đây. Để con thu xếp rồi con về con đón má sao? Ừ, vậy nha con. Dạ. Con gái cưng của ba đã đỡ mệt chưa? Con làm cả nhà lo quá. Từ hôm qua đến giờ không ai dám rời con nửa bước. Con cảm ơn ba mẹ, cảm ơn mọi người luôn ở bên cạnh con. Nhờ có con mới hiểu lòng cha mẹ thương con sâu đậm ra sao. Ba nhìn cháu ngoại đi, nó giống ba nhiều lắm.
À thôi, bà phải về đi làm đây. Chiều bà lại vô với con nha. Dạ, chiều ba nhớ vô nha ba. Ừ. Bà cần gì á thì sai người về nhà lấy cho. Nhất thiết không được rời khỏi con bé một bước. Nó còn yếu lắm, phải chăm sóc cho nó kỹ càng. Dạ, em biết rồi mà. Anh cứ đi đi. Còn cậu cũng vậy, không có đi đâu mà lo chăm sóc cho vợ con thiệt tốt. Có gì á thì gọi điện thoại cho tôi ngay. Dạ thưa ba, con biết rồi. Em gái của con cũng ổn rồi. Ở đây có mẹ và chồng nó coi. Con về công ty làm việc đi. Dạ. Con chào ba. Mẹ tròn con vuông. Chúc em gái anh đã vượt cạn thành công. Bây giờ anh về đi làm đi. Anh sẽ tranh thủ vô thăm em sớm nhất. À anh hai, thế nào mẹ cũng bắt em ăn mấy thứ đồ ăn mà mẹ làm á. Chờ anh hai mua pizza vô cho em ăn nha. Nè. Ừ. Con muốn chết hay sao vậy? Mới sanh xong mà đồ ăn tầm bậy rồi. Thiên, không có được mua nghe chưa? Anh đi nghe. Dạ. Thôi con về tắm rửa thay đồ rồi con đi làm đi. Mẹ cần gì thì cứ gọi điện thoại cho con. Con nói lụa lấy cho rồi đem vô đi. Ừ, có gì mẹ sẽ gọi. Dạ, anh đi nghe. Dạ, chào anh hai. Cậu ở đây phụ mẹ chăm sóc vợ con. Tôi sẽ đãi cậu một chậu đi ăn mừng. Dạ, em cảm ơn hai. Con đi, anh đi nghe. Dạ. Cảm ơn mẹ của con trai anh. Xíu đi. Lụa, nhiều chuyện quá, lo lấy đồ vô đi. Dạ. Cháu cố của ông về rồi nè. Sao không để nó nằm thêm mấy bữa rồi về hả con? Dạ, bác sĩ nói là khỏe rồi, cho nên mới cho về đó. Vậy hả? Dù có nằm ở phòng 5 sao cũng đâu có bằng ở nhà được. Chà đó, nhìn cái mặt thấy ghét quá đi hả. Thôi con cho cháu vào phòng đi, ở ngoài này gió máy lắm. Dạ. Thưa ông nội, con mới về. Trời, làm mẹ rồi mà còn nhõng nhẽo vậy hả? Con đưa vô nhà lẹ đi, mới sanh ở ngoài này gió máy lắm, không tốt đâu con. Lẹ đi nha. Từ nay con chịu khó qua phòng khách ngủ nha. Mẹ ngủ ở đây để trông cháu cho nó dễ. Dạ, con không dám làm phiền mẹ đâu. Con sẽ chăm sóc cho mẹ con Kim Ngân chu đáo. Mẹ đừng lo nha. Cậu biết cái gì mà đòi chăm sóc con nhỏ? Ba, mẹ, không có chồng con ngủ cạnh, làm sao mà con ngủ được? Con không có được nhõng nhẽo. Thời gian này á, con và thằng nhỏ phải được chăm sóc chu đáo. Mẹ con sẽ ở đây lo cho hai mẹ con. Nhưng con không chịu, không chịu đâu. Thôi mà, mẹ có kinh nghiệm nuôi em bé. Hơn nữa cứ phải thức đêm thức hôm, làm sao mà chồng con chịu nổi. Mà con á thì còn dại, một đêm á thì phải cho bú bao nhiêu cữ. Mà con á thì lại không chịu cho bú sữa mẹ. Tại vì con sợ hư ngược. Sữa mẹ là tốt nhất cho em bé, con biết không? Con nó thích sao thì bà chiều nó vậy đi. Mua sữa ngoại cho nó uống là được rồi. Nhà này đâu có thiếu tiền đâu mà lo. Mừng con lên chức làm mẹ, ba đã quyết định chia cổ phần trong ngân hàng cho con đứng tên. Bắt đầu từ ngày hôm nay, con cũng là một cổ đông quan trọng.
Ba, con cảm ơn ba nhiều lắm. Chào ba. Người như cậu á, đừng có bao giờ mơ ngồi lên chiếc xe như vậy. Có đi á thì cũng là đi ké với con gái tôi. Nhưng đừng có mơ tưởng nó là tài sản của cậu. Tôi á luôn khinh những thằng đàn ông không biết tự lượng sức mình. Chó chui gầm chạng thì không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Cậu vẫn còn buồn về những gì mà ba tôi nói sáng nay à? Tôi cũng đã lường trước được chuyện này. Khi mình yêu em gái của anh, nhưng thực sự tôi vẫn rất sốc khi nghe những lời nói và ánh mắt khinh bỉ của ba. Cậu đừng để ý lắm những gì mà ba tôi nói. Tính ông ấy là như vậy đó. Tôi đang có cảm giác ngoài Kim Ngân ra, ba anh có thể yêu thương và chiều chuộng vô điều kiện. Còn lại tất cả mọi người đều phải nhận lấy sự lạnh lùng và khó chịu của ông ấy. Nếu cậu đã nhận thấy như vậy thì buồn làm cái gì? Đâu phải một mình cậu phải chịu đựng ba tôi đâu. Nhưng mà anh là con trai ruột của ông ấy mà. Tôi cũng không biết nữa. Từ nhỏ tôi luôn tự hỏi tại sao mình lại bị như vậy. Tôi thèm được ba ôm vào lòng như cái cách mà ba tôi cưng nựng em gái tôi. Còn nữa, tôi cảm thấy thương mẹ. Ba là một người phụ nữ nhân hậu, chịu đựng và luôn sống vì gia đình. Nhưng mà sao ba hay làm khó mẹ, rồi nói những câu khó nghe mà tình cờ tôi biết. Tôi không biết nữa. Giữa mẹ và ba hình như có một chuyện gì đó. Nhìn thấy mẹ bị ba ức hiếp như vậy, đôi lúc tôi cũng thấy tức giùm cho mẹ. Nhưng mà cái bóng của ba tôi lớn lắm. Ông ác chí với tất cả mọi người mà không ai dám lên tiếng. Nếu cậu thương yêu mẹ con Kim Ngân thật lòng thì đừng để những chuyện khác ảnh hưởng tới hạnh phúc của mình. Ngoài ba tôi ra thì ở nhà đều quý cậu. Tôi hiểu mà.
Xong chưa? Rồi, lấy chim chén đi, đủ không? Từ từ đi, đang ở cổng kìa. Đang sắp xếp thì người ta sắp qua đó. Vô không sửa soạn đủ rồi, không tâm chạy tới chạy luôn luôn nữa. Bởi vì mới tranh thủ nãy giờ đi nè. Má, ở dưới bà nhớ ngó chừng em con, nó còn nhỏ dại lắm. Còn mọi chuyện trên này để con giải quyết. Vợ yêu của anh, em đã chuẩn bị đi chưa? Anh xin lỗi khi không có về đón mẹ con em được. Em nè, em nhất định phải mời được ba em tới dự đám giỗ của ba anh nha. Anh muốn má vui khi khoảng cách của hai gia đình không quá xa. Ok em, cảm ơn vợ yêu nhiều. Ông ta sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy di ảnh của em? Bà đột con nhất thiết phải tới nhà chồng con. Nếu có đi á thì mẹ con đi được rồi. Bà không tới vì chơi nhà chồng con nghèo chứ gì, không xứng để bà đặt chân tới phải không? Không có phải vậy, là vì bà bận mà. Con biết á là bà không muốn tới nhà chồng con, nhưng bà vì con một lần đi ba. Bà cũng đâu muốn con khó xử với nhà chồng của con. Ai đợi xui gia với nhau mà ba với mẹ chưa một lần đặt chân tới nhà người ta. Thôi đừng có khóc nữa, thì ba đang đi đây nè. Ba đi mà ba không có vui, ba không có về con, ba không có thương con gì hết à. Hôm nay là ngày giỗ của ba chồng con, xui gia mà không tới thì còn ra làm sao nữa. Ba thương con nhất trên đời mà, con muốn gì mà không được. Người ta nói con gái là tình nhân của cha ở kiếp trước nên mới được nuông chiều ở kiếp này á. Chào anh à. Cô chào ba. Gì? Cô chào, chào má. Con chào cô. Anh quá. Em bé dễ thương ha. Dạ, con xin phép mời ba vô nhà. Dạ nè mấy đứa, con dọn ly dọn chén lên. Dạ. Chào chị. Dạ.
Mày biết thằng Đại là anh con Điệp từ lâu rồi phải không? Mày câm hả? Mày biết chuyện này từ lúc nào? Dạ, từ lúc con tới dự đám ma của Điệp. Tại sao mày không nói chuyện này cho tao biết? Tại sao mày không cản để cho nó bước vào nhà này? Tại sao hả? Mày có biết là mày đã hại chết con gái tao rồi không? Anh bình tĩnh lại đi mà anh. Được mà anh. Mẹ. Bà ơi. Mẹ. Tất mẹ là lỗi của bà. Tại sao bà sinh ra cái thứ vô dụng này? Tại sao lúc nào bà cũng đổ lỗi cho mẹ hết vậy? Sao bà không nghĩ người có lỗi trong chuyện này là ba hả? Anh ơi, anh đừng có đánh con có được không? Em xin anh mà. Nếu cần, bà cứ giết chết con đi. Con còn biết mình đã làm sai chuyện gì? Tại sao bà lại ghét con đến như vậy? Sao bà lại đối xử với con tồi tệ như vậy? Con biết, trong mắt bà, con chỉ là cái gai thôi. Tại sao? Tại sao lại như vậy hả? Thiên ơi, con không được cãi ba mà. Mày muốn biết nguyên nhân sao? Hỏi mẹ mày đi. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi mẹ. Giờ thì ông ta đã phát hiện ra mối quan hệ huyết thống giữa anh và em. Ông ta sẽ nghĩ gì? Ông ta sẽ lên kế hoạch nào đó để đối phó với anh. Bất chấp ông ta có làm gì thì anh vẫn đang có con cờ chủ chốt trong tay. Ông ta sẽ chẳng làm gì được anh đâu. Anh ơi, anh lấy cho con thằng sữa trong giỏ đó. Anh ơi, anh. Để má vô lấy cho. Má, tại sao từ đây tới đó mà con gọi anh không nghe gì hết? Ờ, nín nín nha, ngoan nha con. Đại. Nín nha, ngoan mẹ thương nha. Con làm gì mà đứng từ người ra vậy? Vợ con kêu ngoan ở ngoài nha. Kia nãy giờ kìa. Vợ, chuyện gì vậy má? Sao còn đứng đây? Vợ con kêu hoài con không nghe vậy? Có chuyện gì vậy anh? Từ lúc ba mẹ với anh hai về, em thấy anh lạ lắm nha. Không có gì đâu em. Tại vì anh nhớ mong Điệp cho nên là hơi lơ mơ một chút thôi. Mà em gọi anh có chuyện gì không? Anh à, anh buồn vì chuyện lúc nãy ba phải về gấp, không ở giữa đám giỗ được. Không, không có đâu. Công việc của ba là quan trọng hơn. Anh thì làm sao mà dám trách ba chứ? Vậy mà anh làm em lo quá. Tưởng anh có chuyện gì. Anh lấy giùm em khăn sữa cho con nha. Chuyện nhỏ mà em, để ý làm gì. Thôi, cho con chơi với bà nội một chút nữa đi, rồi đưa hai má con về nhà. Thằng này nó kỳ lạ vậy. Cậu ơi, có cần đưa bà đi bệnh viện không cậu? Mẹ à, con đưa mẹ vô bệnh viện nghe mẹ. Mẹ không sao đâu, đừng có đưa mẹ đi. Đừng có khóc, bà không sao đâu. Mau giúp bà dọn dẹp đi, đừng có để ông nội và Kim Ngân thấy cảnh này nha con. Yeah.
Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Mẹ thấy trong người sao rồi mẹ? Mẹ không sao đâu, con đừng có lo. Tại sao vậy mẹ? Con không thể nào hiểu được những gì mà ba đối xử với mẹ con mình. Con với mẹ đã làm gì có lỗi với ba chứ? Thiên nè, tại sao con biết Đại là anh trai của Mộng Đẹp mà sao con không nói cho mẹ biết vậy? Con cũng định nói với mẹ rồi, nhưng lúc đó mọi việc quá gấp. Kim Ngân thì lúc nào cũng đòi sống chết. Con đã đi gặp riêng Đại và nói chuyện thẳng thắn. Và con cảm thấy hai đứa nó yêu nhau thật lòng. Con chỉ muốn giúp cho hai đứa nó nên vợ nên chồng. Con không muốn nói ra chuyện này vì con sợ rắc rối thêm. Con sai, bà còn giận là phải. Mẹ thật sự sửng sốt khi thấy ảnh của Mộng Đẹp ở nhà mẹ chồng của con Ngân. Mẹ còn nhìn thấy được sự việc, huống chi là ba con. Đại nó bước vào nhà này chỉ vì yêu em gái con, hay là có mục đích nào khác? Con hiểu những lo lắng của mẹ, nhưng con đã theo dõi Đại. Con thấy Đại rất yêu thương và chiều chuộng Kim Ngân. Kim Ngân rất là hạnh phúc khi ở bên chồng của nó. Mẹ nói đi, con phải làm sao đây? Mọi chuyện không có đơn giản như con nghĩ đâu. Con là đứa quá hiền lành và nhẫn nhịn, nhưng còn Đại, nó có quên được cái chết của em gái nó không? Đại, nó đã biết gì về mối quan hệ giữa ba con và Mộng Đẹp chưa? Sao lũ bất cẩn vậy? Có đau không? Ngồi im đi, để tôi băng lại cho. Con ráng chịu đau một chút để ba cầm máu cho con nha. Còn đau không? Sao mẹ bất cẩn như vậy? Té mà đập đầu là nguy hiểm lắm đó. Mẹ đã nói là mẹ không sao, chỉ bị trượt chân té, bị trầy xước chút xíu ngoài da. Mẹ à, để ngày mai con đưa mẹ tới bệnh viện kiểm tra nha mẹ. Vợ con nói đúng đó, giờ té đập đầu rất là nguy hiểm. Mẹ, sao mẹ nhìn chồng con dữ vậy? Anh Đại nói gì mà mẹ không vừa ý hả mẹ? Mẹ cảm ơn con đã quan tâm tới mẹ. Đại à, đã bước chân vào nhà này rồi thì mẹ không phân biệt dâu rể. Chúng ta là người một nhà, mẹ coi con như là con ruột. Mẹ mong con hiểu những tình cảm này là thật lòng của mẹ. Trời, có vậy thôi mà con tưởng là chuyện gì nghiêm trọng lắm. Anh Đại cũng hay nói với con, mẹ rất nhân hậu và anh rất quý trọng, yêu thương mẹ. Mẹ yên tâm đi, con hiểu tình cảm của mẹ dành cho con mà. Con luôn luôn trân trọng những điều này. Mẹ mong con hiểu và hãy trân trọng những gì mà con đang có. Ủa, hôm nay mọi người sao vậy? Con thấy khó hiểu những lời nói và thái độ của mọi người. Em đừng có đa nghi quá, mọi người nói chuyện bình thường thôi mà. Thôi, em đi tắm đi, anh đã soạn đồ sẵn cho em trong đó rồi. Cậu Đại ơi, ông gọi cậu có gì? Ông về rồi hả? Dạ.
Ba gặp con kìa, con đi đi. Dạ. Đại. Dạ. Dĩ hoài di quý nha con. Dạ, cô biết rồi. Hoàng Hải là anh phụ tôi, cho nên được trách tôi. Chúng ta nên sòng phẳng với nhau thôi. Alo, tôi nghe này Duy. À, Mạnh có tin tức gì về Gia Vĩ không? Ủa, nè, sao hôm nay tự nhiên bà lại nhắc tới Gia Vĩ vậy? Ờ, thì là... bạn bè lâu ngày không có tin tức của nhau nên tôi gọi tôi hỏi thăm thôi. Mà Gia Vĩ cũng tệ thiệt nha. Bao lâu nay Gia Vĩ, ổng đâu có liên lạc với ai đâu. Bây giờ tôi cũng không biết người bạn này của mình ở phương trời nào, còn sống hay đã chết nữa. Ngày xưa đi học á, Duyên với Hoàng Hải còn chơi thân với Gia Vĩ hơn là tôi mà. Nếu như Gia Vĩ có liên lạc thì hai người sẽ là người Gia Vĩ tìm đầu tiên đó mà, đúng không? Ừ, tôi biết vậy. Mà nếu như Mạnh có bất cứ tin tức gì về Gia Vĩ thì nhớ báo cho tôi biết nha. Ok bà. Bye bye. Vậy nha. Em nè, mệt lắm hả? Sàn cát quốc là nơi khắc nghiệt nhất. Cái ánh hào quang bên ngoài khiến nó hút đi rất nhiều sức lực của những người bước đi trên đó. Em à, nếu như em muốn theo đuổi ước mơ, em cần phải kiên nhẫn và thật đam mê. Em vô tắm nước nóng đi. Anh sẽ chuẩn bị bữa tối cho em nha. Dạ. Dạ, thưa ba cho gọi con. Giờ thì tôi đã biết rõ ý đồ của cậu, sống chết để bước bật được vô nhà này. Giờ ba nói gì con không hiểu. Cậu thôi đóng kịch trước mặt của tôi đi. Lột cái mặt nạ của cậu ra. Còn cái mặt nạ của ông, khi nào mới được lột xuống? Cậu á, có thể lừa được con gái tôi qua mặt cả gia đình tôi. Nhưng với tôi thì cậu đừng học. Cậu nói đi, bây giờ cậu muốn gì? Dạ thưa ba, con không dám đòi hỏi gì hết. Con chỉ mong được sống bên cạnh vợ con của con mà thôi. Mục đích của cậu đơn giản như vậy sao? Dạ, con yêu Kim Ngân, và con chỉ muốn sống bên con gái của ba đến cuối cuộc đời thôi. Cậu thôi đưa cái bộ mặt lễ phép ngoan hiền đó trước mặt tôi. Bây giờ ta đánh bài ngửa với nhau đi. Ủa, bộ em mặc đồ trái hay sao mà hai người nhìn em kỳ vậy? Đâu có nhìn gì em đâu. Ủa mẹ, chồng con đâu rồi mẹ? Kêu ảnh đi tắm đi, chứ từ sáng tới giờ anh ở bên nhà má chồng con nóng nực lắm, người rít lắm. Hôm nay hai người lạ ghê á, còn thấy có gì đó kỳ kỳ à? Có gì đâu con, sao con đa nghi quá vậy? Thằng Đại đang nói chuyện với ba ở trong phòng làm. Dạ, chào giám đốc. Dạ, chào giám đốc. Bà Nhân Nguyễn Thị Liên. Dạ.
anh có gì muốn nói với em? Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chính thức đặt chân vào hệ thống MT Bank. Mọi chuyện sẽ thay đổi từ ngày hôm nay. Dạ em biết rồi. Em cảm ơn gia đình đã tạo điều kiện cho em. Sau này em còn nhờ sự giúp đỡ của anh nhiều lắm. Hãy để cho quá khứ ngủ yên. Điều quan trọng là tiến tới tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn. Em biết là anh đang nghĩ gì, nhưng mà anh yên tâm đi, em sẽ không làm cho mọi người thất vọng đâu. Điều mà tôi mong muốn nhất là gì cậu có biết không? Anh mong muốn điều gì nhất vậy? Tôi mong muốn mọi thành viên trong gia đình mình thật sự hiểu nhau, yêu thương và sống thật hạnh phúc. Anh thừa hưởng gen di truyền của mẹ nhiều hơn má. Sao mẹ là em gái tôi? Hai người đó rất quan trọng trong cuộc đời của tôi. Cậu đừng có bao giờ làm tổn thương Kim Ngân. Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu đó. Dạ em biết rồi. Mẹ. Mẹ. Ủa mẹ đang nghĩ gì vậy? Có nghĩ gì đâu. Tít ngủ chưa mà con ra đây vậy? Cô Tít ngủ rồi mẹ. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Nhờ mẹ mà cô Tít nề nếp hẳn ra. Đến giờ ngủ thì mới ngủ, mà đến giờ ăn thì mới ăn. Con không nghe câu dạy con từ thuở còn thơ sao? Bây giờ thì mình chịu cực một chút, nhưng mà sau này thành nề nếp rồi thì mình sẽ đỡ vất vả hơn. Con mời bà với cô ba ăn trái cây, tươi cảm lắm. Cảm ơn nha. Mẹ ơi, ăn đi mẹ. Ừ. Ủa mà bà, chiều nay ông về mình có nấu món gì mới cho ông không? Con cứ nấu cơm trưa đi, cơm chiều để bà tính cho. Dạ. Ủa mà cô, trưa nay cậu Đại đi làm về có ăn cơm trưa không? Để em biết ông nấu luôn. Tôi cũng không biết chắc nữa, nhưng nếu anh bận thì thôi cũng không sao đâu. Lũ cứ nấu cơm đi nha. Dạ rồi. Mà mẹ, bữa nay là ngày đầu tiên anh Đại đi làm, con thấy lo rồi sao á? Có gì đâu mà con phải lo. Đại nó là người trưởng thành, chững chạc. Trước lạ sao quen, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Con cũng hy vọng là vậy, nhưng thật sự là con rất lo cho anh Đại. Mọi việc cứ như kế hoạch tôi đã bàn mà tiến hành. Từ bây giờ cậu cố gắng giúp đỡ cho con rể tôi, để cho nó từng bước làm quen với công việc. Cậu cứ yên tâm, đối với mình, con cái của cậu cũng là con cháu của mình. Chỉ cần tụi nó chịu học hỏi và nỗ lực phấn đấu, mình sẽ chỉ dạy hết lòng. Dạ, con cảm ơn chú rất nhiều. Con biết là con còn non dại lắm, mong chú chỉ dạy thêm cho con. Tôi và mọi người đã tạo cho cậu một cơ hội. Phấn đấu đi lên hay đi xuống là chuyện của cậu. Dạ thưa ba con biết. Con cảm ơn ba, cảm ơn anh hai, cảm ơn chú Mạnh. Con hứa là con sẽ làm việc hết mình để không phụ lòng của mọi người. Tôi hy vọng là như vậy. Thằng Thiên và chú Mạnh là hai người sẽ giám sát trực tiếp công việc của cậu dưới sự chỉ đạo của tôi. Dạ thưa ba. Mày cứ việc đóng kịch đi, nhưng cứ lú ra cái đuôi nào là tóc chặt cái đuôi đó. Việc công bố chức vụ phó giám đốc cho Đại, chúng ta sẽ công bố vào cuộc họp sắp tới ở công ty đầu tư tài chính Kim Ngân. Còn bây giờ chắc tôi và Đại phải xin phép về bên công ty, để tôi còn bố trí phòng làm việc và sắp xếp một số công việc cụ thể cho Đại làm. Ok cậu, hai người đi trước đi. Thành Thiên ở lại, ba có chút chuyện muốn bàn với con. Dạ. Dạ thưa ba con đi. Anh hai em đi trước nha. Tôi về làm việc đây, chú đi trước nha Thiên. Dạ. À, chiều nay xong việc
Tôi muốn gặp riêng tổng giám đốc một chút có được không? Ok, có gì tôi sẽ gọi cho cậu. Tôi đi trước. Chuyện xảy ra hôm nay lỗi là tại con đó. Nếu còn báo cho bà biết Đại là anh của Mộng Điệp thì đừng có hòng cậu ta có thể đặt chân vào cái nhà này. Con xin lỗi ba. Con nghĩ chuyện không quá nghiêm trọng đến như vậy. Vì con thấy hai đứa nó yêu nhau, con chỉ muốn Kim Ngân được hạnh phúc thôi. Cái đầu của con còn nhỏ lắm, chưa thể nhìn xa trông rộng được đâu. Nhưng thôi đi, bỏ qua đi. Chuyện đến nước này thì chúng ta phải tìm cách giải quyết. Con đừng bao giờ tin cậu ta. Phải để mắt tới mọi hành động của em rể con và báo cho ba biết nha. Dạ. Ba biết là con rất thương em gái của con. Con cũng đâu muốn em gái của con bị tổn thương đúng không? Dạ. Con làm việc này là vì Kim Ngân chứ không phải vì ba. Dù sao á thì chúng ta cũng là người một nhà mà, phải tin tưởng lẫn nhau. Còn cậu ta chỉ là người dưng thôi. Hơn nữa, có quá nhiều mâu thuẫn trước đây. Không thể không canh chừng cậu ta. Con hiểu ý ba chứ? Dạ, con hiểu. Ba đã cho nó một số cổ phần. Cho nó cái chức phó giám đốc, không phải là vì thương nó. Mà ba làm tất cả những điều này là vì Kim Ngân. Cứ coi như là mình nhường một bước đi. Nhưng nhất quyết là phải đề phòng. Chỉ cần nó nảy ra một cái nanh là phải bẻ ngay. Dạ, con sẽ để ý tới em rể. Được rồi, về làm việc đi. Dạ, xin phép ba con đi làm. Nếu mày là con trai của tao thì đầu óc đâu tới nỗi tệ như vậy. Mọi việc đang diễn ra rất suôn sẻ em gái à. Chân anh đã đặt sâu vào gia đình của kẻ thù. Giờ thì ông ấy đã biết anh là ai. Giờ anh sẽ đấu với ông ta cho tới cùng. Chiều rồi, sao con không về nhà với mẹ con nó mà lại qua đây? Má, hôm nay con có tin vui. Muốn về thắp nhang cho ba và em gái và báo cho má biết luôn. Là chuyện gì vậy con? Má à, hôm nay con chính thức được ba vợ bổ nhiệm vô chức phó giám đốc công ty. Bây giờ con có việc làm ổn định rồi. Má đừng lo cho con nữa nha. Vậy à, má mừng cho con. Má à, má làm sao vậy? Má không vui khi thấy con có việc làm hả? Vui cũng có, nhưng mà lo thì nhiều hơn. Con phải làm sao coi cho được. Đừng để cho mọi người khinh con, nói là con dựa hơi nhà vợ mà đi lên. Má đừng lo, con là người có năng lực thực sự mà. Con sẽ chứng minh cho mọi người thấy giá trị thực sự của con người con. Anh nghe nè bà xã yêu. Anh về thắp nhang cho ba xong chưa? Anh về liền đi. Ông nội á về quê mới lên. Sẵn dịp anh đi làm ngày đầu tiên, mẹ á nấu một buổi tiệc nhỏ chiêu đãi anh đó. Vậy hả? Nè, anh về liền nha. Ừ, anh biết rồi. À, cho em gửi lời thăm má nữa. Bye bye anh yêu. Bye bye. Hẹn gặp lại chồng yêu liền hen. À, con trai yêu của mẹ. Vậy là ba con đã tọa nguyện rồi.
Ông ngoại đã sắp xếp cho ba con một công việc. Từ đây ba con sẽ sống thoải mái hơn. Từ nay chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc nhất trên thế gian này, phải không con trai yêu? Mẹ. Con về rồi hả? Mẹ đang lo lắng điều gì hả? Mẹ có linh cảm mọi chuyện tồi tệ đang sắp diễn ra trong cái nhà này. Mẹ đang lo lắng chuyện của em rể phải không? Nhìn bề ngoài thì mọi chuyện có vẻ ổn, nhưng mẹ linh cảm nó không phải vậy đâu con à. Không sao đâu, mọi việc vẫn ổn mà mẹ. Ba đã làm mọi cách để xoa chịu cho em rể. Đó là một cơ hội tốt, không lẽ nó bỏ qua. Giờ đại đã có tất cả, vợ đẹp, con ngoan, một công việc, một chức vị mà một người đàn ông nào cũng mơ ước tới. Liệu bao nhiêu đó có đủ để an ủi nó chưa? Đại nó có thể quên được cái chết của em gái nó không? Đời là một vở bi hài kịch vậy. Ai cũng có một cái mặt nạ cho riêng. Mỗi con người có khi phải dùng tới vài cái để thích ứng, để đối phó và để trả thù. Con không có hiểu ý ba muốn nói gì. Nếu ba mạnh tay rủa con có bề gì thì liệu Kim Ngân có sống nổi hay không? Một là tôi sẽ giết cậu ngay tức khắc để tránh hậu quả về sau. Hai là chúng ta thỏa thuận để có thể chung sống bình yên trong cái căn nhà này. Tất cả là vì con gái tôi, cậu muốn kiểu nào? Dạ, con xin phép chọn cách thứ hai. Được, tôi sẽ chơi với cậu. Nếu cậu bỏ qua mọi việc xảy ra ở quá khứ và yên tâm chăm lo cho con gái tôi sẽ đền bù cho cậu thật xứng đáng. Tôi sẽ sang cho cậu một số cổ phần trong ngân hàng MT Bank, và còn cậu sẽ làm phó giám đốc cho công ty đầu tư tài chính Kim Ngân. Dạ, bà sắp xếp sao con nghe vậy? Tôi có thể cho cậu hơn nữa, nhưng với một điều kiện. Cậu phải làm cho con gái tôi thật hạnh phúc. Nếu cậu dám gây tổn thương cho con bé thì cậu sẽ phải đoán trước việc gì sẽ xảy ra sau đó. Cậu nhớ chưa? Dạ, thưa ba, con đã hiểu. Ông sợ người khác làm tổn thương con gái ông, sao ông nỡ chà đạp con cái người khác? Bao nhiêu tiền đó của ông có đền bù đủ cho cái chết của em gái rồi không? Chồng yêu của ở em nhà quá có nhớ à. Không nhớ muốn chết luôn á. Anh cũng vậy, nhớ mẹ con em muốn điên luôn đó. Nè, hai đứa kia. Dạ. Có biết phép tắc gì không? Đây là chốn công đường nha,
không phải chỗ riêng tư của mấy người. Muốn làm gì thì làm nha. Ông nội cổ hủ quá à. Ở phương Tây á thì người ta vẫn hôn nhau mọi nơi thôi. Nếu mà yêu thương nhau á thì phải thể hiện tình cảm chứ. Có việc gì phải mắc cỡ. Cái đó là ở phương Tây. Còn đây là phương Đông cô ạ. Chuyện gì cũng phải kín đáo, ý tứ. Đó là điều người phụ nữ Việt Nam thời nào cũng phải biết con à. Dạ thưa nội, thưa mẹ, thưa anh hai mới về. Con lên tắm rửa thay đồ đi, cả nhà đang đợi con ăn cơm đó. Dạ. Ừ. Anh tắm nhanh nha, chứ em đói bụng lắm rồi đó. Ừ. Anh biết rồi, đến xuống liền. Ừ. Dạ. Ăn uống cho đàng hoàng, con gái con đứa mà bốc hốt vậy đó. Nhưng ăn vậy mới ngon mẹ. Ừ, Ngân, con gọi điện cho ba 1 tiếng đi, nói là ông nội muốn ba về ăn cơm với gia đình. Dạ. Nội về quê kỳ này có vui không nội? Vui thì ít, mà buồn thì nhiều. Sao vậy nội? Nội cũng biết thời đại thay đổi, con người cũng phải đổi thay. Nhưng nội vẫn thấy hụt hẫng thế nào. Người nhà quê hồi xưa chất phác thật thà, giàu tân tiến hơn, bán đất, bán ruộng giàu có hơn. Nhưng cuộc sống thì không gọi là tốt hơn được. Có tiền, nông dân học đòi sang chảnh, đua đòi. Rồi cũng nhà lầu, xe xịn, con cái ỷ lại không lo học hành, còn thanh niên thì nhậu nhẹt triền miên. Tất cả cũng do nhận thức thôi nội à. Đời cha mẹ ông bà chắc chiêu từng đồng từng cắt, nhưng đến đời con cháu giàu lên do đất đai của ông bà cha mẹ để lại. Không tự tay mình làm ra cho nên không biết quý trọng. Ít học cũng là một cái tội, để đi đến hành xử nông cạn đó nội. Con chững chạc hơn nội tưởng nhiều. Ông nội mong con luôn ý thức mình là một người đàn ông, luôn phải có trách nhiệm, không chỉ riêng với bản thân mà cả gia đình và xã hội nữa. Có như vậy thì mới nên người. Cậu cần gặp tôi có chuyện gì? Tôi biết khi tôi nói ra chuyện này ngay thời điểm này là không phải, nhưng mà tôi cần rút vốn đầu tư ở Kim Ngân. Tại sao cậu lại có thể đòi rút vốn ngay lúc này? Cậu cũng biết là ta đã thua lỗ một khoản khá lớn với số cổ phiếu trong thời gian qua. Một số thì đang đầu tư và cho vay. Tôi lấy đâu ra tiền để chuyển khoản cho cậu? Thật ra là chỗ bạn bè với nhau. Tôi cũng không muốn mất lòng của cậu. Nhưng nói thật, thời gian qua cậu đã ép các cổ đông quá đáng, trong đó có cả tôi. Những phi vụ làm ăn bất chính, cậu thường không ăn đồng chia đủ. Từ bao giờ cậu quan tâm tới chuyện ăn đồng chia đủ vậy? Cậu nghĩ mình là ai mà dám nói chuyện này với tôi? Cũng vì quá nể nang cậu nên tôi và một số người không có nói ra. Nhưng tất nước thì phải dở bờ.